Lễ dân y thì hôm nay ha ở Việt Nam ngày Chủ nhật làm lễ dân y tại chùa Xá Lợi Phật Đài. Mà chùa Xá Lợi Phật Đài đã xin 9 năm trước, bây giờ nó mới mới được đại thành tựu. Quý vị biết rằng cái lễ dân y Xá Lợi Phật Đài là tới 6 vị sư làm thí chủ, tức là hùng nhau làm thí chủ mà xin tới 9 năm trước, bây giờ mới bắt đầu làm. Rồi bên cha Sĩ Chuyên rồi mới mới được làm là tới ngày tới phiên của mình á, cho nên hôm nay bận rộn xíu nữa cũng đi qua đó sớm ha, để coi như lo cuộc lễ. Chùa mà có Thượng Tọa Quán Không á, là nghĩa là ở tại đó. Nhưng mà Thượng Tọa Quán Không cũng là một trong 6 vị thí chủ, tức là thí chủ tập thể. Còn nếu mà một mình đứng ra là gọi là thí chủ chính thức, còn mà 6 người thì gọi là đồng thí chủ, đồng thí chủ. Còn nhiều 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 hơn nữa gọi là tập thể thí chủ. Thì ở đây đồng thí chủ tức là 6 vị coi như hùng tài chánh lại. Xin ngài Thiện Nhân, ngài nghĩa là đăng ký trước gần 10 năm á, gần 10 năm và bây giờ mới tới phiên. Thì hôm nay coi như cũng lu bu xíu là cũng bỏ của chạy lấy người, quý vị thông cảm nha. Rồi cái em muốn ngạc đọc luôn, lu bu chuyện này chuyện kia, về ở bên kia thấy 3 tháng thấy thoải mái, không có lo nghĩ gì hết, thấy giống như thần tiên vậy đó. Mà khi về đây rồi xin mời Sư Nguyên Như có ý kiến hay là tụng kinh gì đây. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Mà Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ thưa con Nguyên Như, con xin kính đảnh lễ ngài Trí Đức. Dạ con xin kính chào toàn thể đạo trang. Dạ bạch ngài Nguyên Như, là lo về chủ sĩ ở bên chân lý thiền đường đó bạch ngài, mà không phải là chủ sĩ là thí chủ, mà là chủ sĩ về la làng á. Tại vì ngày mai con mới qua bên bên ngài Maitri để mà ngài chỉ cái cách mà làm trong cuộc lễ á. Tự vì nguyên trang cũng mới đó bạch ngài, mà ở xa, thành ra nguyên một băng là đại diện con qua để mà làm chủ sĩ về vấn đề nghi thức thôi ạ. Chứ là đến 4 đứa tụi con làm lận, mà bên ngài là con nghe cô Trúc Nguyên nói là ngài làm lễ theo cái kiểu Sri Lanka, tức là Sri Lanka tức là nhúng cái áo vô một cái nồi thật là to đó bạch ngài. Thành ra con không biết làm kiểu làm sao, rồi mua giả ở đâu, rồi lấy cái nồi ở đâu, mà con nghe cô Trúc Nguyên nói là phải cái nồi thiệt là bự mới được, chứ ở nhà cái size mình không có mà đi mua cũng không biết ở đâu đó bạch ngài. Dạ ý con muốn nói như vậy thôi. Dạ bây giờ thời gian cũng vừa phải lẻ, con xin kính mời chư vị trong room cùng với Nguyên Như lễ bái Tam Bảo cho buổi học ngày hôm nay ạ. Sắc ghê ca mê cha ru bê ghi ri si ca tê chăn ta linh khê quý ma nê đi bê rắc thê. Ta ru văn na ga hành nê ghê ha wa thum hít khê tê. Bùm ma cha giang tu đề hoa cha la tha la quy sa mê giang kha gan khăm bạc na ga tình than ta san ti kê giang mù ni hoa ra hoa cha năng sa tha vu mê su nan tu tham ma sa văn na ca lô a dâm pa đăng ta tham ma sa văn na ca lô a dâm pha đăng ta tham ma sa văn na ca lô a dâm pha đăng ta. Ba tòa thanh tịnh bồ đề, 10 phương thiên chúng hội về nghe kinh, pháp màu diệt tận vô minh, pháp màu độ khổ sinh linh và
Dạ đạo tràng còn nghe được con không ạ? Cái âm thanh con cứ bị mất hoài. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ thưa đạo tràng, có nghe được giọng con lại chưa ạ? Sa thú cô, dạ. Mạng con cứ bị rớt hoài. Nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu tha sa nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu tha sa nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu tha sa cúi đầu. Cúi đầu đảnh lễ đấng từ tôn, bậc chánh biến tri đáng cúng dường. Con nguyện thân tâm thường thanh tịnh, làm lành, lánh giữ lợi quần sanh. Itipiso phagawa arahang samma sambuddho vinca charana sampanno sugato Lokavidu anuttaro purisadammasarathisanthadevamanusanam buddho-phagavati. Hồng danh Phật nhiệm màu ứng cúng, chánh biến tri minh hạnh đủ đầy, ơn đức thiền thệ cao dày, bậc thế gian giải chỉ bài chương tâm, vô thượng sĩ đoạn mầm ách phược, bậc trọn lành điều ngự trường phu, trời người quy phục đạo sư, bậc thế tôn hiển chân như độ đời. Xoa kha tô pha ga wa ta tham mô san đinh thi cô a ca li cô e hi pa si cô ô ba na di cô bành chánh tăng quê đi tâm bồ huỳnh nhu hi ti. Pháp bất diệt cha lành khéo dạy, lìa danh ngôn hí luận nghĩ bàn, vượt thời gian vượt không gian, thiết thực hiện tại hoát nhiên tỏ tường. Pháp hướng thượng đến rồi thấy rõ, lìa si mê xả bỏ vọng trần, trí nhân ngộ tánh chân nhân, tự mình chứng nghiệm pháp thân diệu thường. Supatipanno Phagavato Sāvakasaṅkho Ucchupatipanno Phagavato Sāvakasaṅkho Nyāyāpatipanno Phagavato Sāvakasaṅkho Sammicchipatipanno Phagavato Sāvakasaṅkho Yadidaṃ Cantari Purisa Yuga Ni Anta Purisa Bhukgala
Bà hồ này vô đăng khi này vô anh cha li ca ra ni vô anh nua ta răng buồn nhập khét tăng lô ca sa ti. Bậc diệu hạnh thanh văn đệ tử, bậc chánh trơn pháp lữ tăng già, bậc mô phạm cõi ta bà, thân tâm trực hạnh lìa xa luân hồi, thành đạo quả bốn đôi tám chúng, đệ tử Phật ứng cúng tôn nghiêm, cung nghinh kính lễ một niềm, thánh đức cao cả, phước điền dày sâu. Vạn đa mi chê tỳ văn sam băng sam bát tha nê su bà tinh thị tăng sa ri ri ca tha tu ma ha bồ thinh bua tha ru băng sa ca lăng sa đa vạn đa mi chê tỳ văn sam băng sam bát tha nê su bà tinh thị tăng sa ri ri ca tha tu ma ha bồ thân bua tha ru băng sa ca lăng sa đa văn đa mi chê ti văn sam băng sam bát tha nê su bà tinh ti tăng sa ri ri ca tha tu ma ha bồ thân bua tha ru băng sa ca lăng sa đa. Con xin cung kính nhất tâm, đảnh lễ xá lợi kim thân Phật Đà, Bồ Đề Bảo Tháp gần xa, đời đời hương liệu trầm hoa cúng dường. Cha ra thầm mầm hi cha rằng a na ti tô ya thi thầm mầm ma ra năng wa na ti tô. Ma ra na thầm hello 1 2 3 4 sambe hi me bi ye hi mana be hi na na fa wo wi na fa wo kamma sa kom hi kamma da ya do kamma yo ni kamma ban thu kamma pati sarano yang kammang karisa mi kan ya nang wa ba ba kang wa ta sa da ya do fa wi sa mi e wang am he hi a phin hang ban cha quanh khi tâm bằng bù chê mi buồn thăng cụ su mê na nê na buồn nhê na mê tê na cha hô tu mong khăn bụng phăng mi la gia tỳ gia thai đa gia tỳ quy na sa pha quăng bù chê mi thăm măng cụ su mê na nê na buồn nhê na mê tê na cha hô tu mong khăn bụng phăng mi la gia tỳ gia tha y đăng mê ca vô ta tha gia tỳ quy na sa pha quăng bù chê mi sang khăn cụ su mê na nê na buồn nhê na mê tê na cha hô tu mong khăn bụng phăng mi la gia tỳ gia tha y đăng mê ca vô ta tha gia tỳ quy na sa pha quăng sam bê san ta a quê ra hoan tu su khi ta hoan tu ninh đúng kha hoan tu âm gia ban cha hoan
tu va ni kha hon tu di kha yu ka hon tu a ro ga hon tu sam ban ti hi sam nit chan tu sukhi an ta nang ba ri ha ran tu dum kham ban ta cha nin dum kha pha yam ban ta cha nim pha ya so kam ban ta cha ni so ka hon tu sam bê bị bà ni nô. Nguyện cầu tám hướng mười phương, chúng sanh ba cõi sáu đường an vui, dứt trừ oan trái nhiều đời, bao nhiêu thống khổ lần hồi tiêu tan, rời xa nhiễu hại nguy nan, bỏ lòng hẹp lượng mưu toan lời cầu, chúng sanh ít bệnh sống lâu, thành tựu đầy đủ phước sâu đức dày, nguyện cho an lạc từ nay, dứt trừ khổ não đắng cay oán hờn, dứt trừ kinh sợ tiếc thương, bao nhiêu tai nạn ưu phiền từ ly, ngưỡng cầu tam bảo chứng tri, sống đời thanh hạnh từ bi vẹn toàn. U ca sa ma dằng tề quy sùng quy sùng rằng kha năn thà gia ti sa ra nề na sa hà tấn cha si la ni gia cha ma. Bạch quá đại đức, chúng con xin thọ trì tâm quy và ngũ giới nơi tam bảo để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích. Du ti dằm ti ma dằng tành tề quy sùng quy sùng rạc kha nát thà gia ti sa ra nề na sa ha ban cha si la ni gia cha ma. Bạch quá đại đức, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vâng giữ hành theo cho được lợi ích lần thứ nhì. Ta ti dầm ti ma dằn phần tề quy sùng rạc kha nát thà gia ti sa ra nề na sa ha ban cha si la ni gia cha ma. Bạch quá đại đức, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ ba. Kính bạch ngài trí đức, bây giờ đạo tràng của chúng con đã được trang nghiêm thanh tịnh, còn xin kính thỉnh ngài thay mặt chư tăng để truyền tam quy và ngũ giới cho hàng Phật tử của chúng con ạ. Nam mô Bụt Thầy nhá, Nam mô Tam Mai nhá, Nam mô Sang Khai nhá. Trước tiên kính lễ chư tôn thiền đức tăng trong những đức nêm mà chúng tôi không được rõ. Xin chào quý ni sư, quý cô tu nữ. Xin chào chư thiện nam thiện nữ, thiền hữu trí thức. Xin được thay mặt chư tăng truyền tâm quy và ngũ giới đến đạo tràng pháp hội. Bụt đăng sa lăng ga chư hà mi, con đem lòng thành kính xin quy Phật. Đồng mang sa lăng ga chư hà mi, con đem lòng thành kính xin quy Pháp. Sang tăng sa lăng ga chư hà mi, con đem lòng thành kính xin quy Tăng. Đồ ti âm vi Bụt đăng sa lăng ga chư hà mi, con đem lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì. Đức Di Âm Bị Đắc Mang Sa Năng Ca Chư Hà Mi, con đem lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì. Đức Di Âm Bị Sang Căng Sa Năng Ca Chư Hà Mi, con đem lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ nhì. Ta Di Âm Bị Bụt Đăng Sa Năng Ca Chư Hà Mi, con đem lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Ta ti âm bị đắc mang sa năng ca chư hà mi, con đem lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba. Ta ti âm bị sang căng sa năng ca chư hà mi, con đem lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ ba. Bụt thằng Saranang Gacchà Mi Tham Mang Saranang Gacchà Mi Sang Khang Saranang Gacchà Mi. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Duti yam pi Buddhang saranang gacchami, duti yam pi Dhammang saranang gacchami, duti yam pi Sanghang saranang gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì,
Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ nhì. Tạc ti dâm ti bút thăng sa ra năng gấp trà mi. Tạc ti dâm ti thăm măng sa ra năng gấp trà mi. Tạc ti dâm ti sang khăng sa ra năng gấp trà mi. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ ba. Thị sa ra na ga ha năng nịt thị tăng pháp vi tam bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. A ma phần tê dạ chúng con xin vâng. Ba na thị ba ta về là mạnh đi sẽ khó bất năng sa ma dạ mi. Còn xin vâng những điều học là quý tránh xa sự sát sanh. Adinadana Veramani Sikha Padang Samadhi Yami. Còn xin mấy những điều học là quy tánh xa sự trộm cắp. Kame Sumichachara Veramani Sikha Padang Samadhi Yami. Còn xin mấy những điều học là quy tánh xa sự tà hạnh. Mô sa wa da Vê ra ma ni sa kha bất đăng sa ma ni ya mi. Còn xin quan những điều học là quy tránh xa sự nói dối. Su ra me ra ya ma cha pa ma da tha na Vê ra ma ni sa kha bất đăng sa ma ni ya mi. Còn xin quan những điều học là quy tránh xa sự dễ du uống rượu và các chất say. Bà na ti bà ta Vê ra ma ni si kha ba đăng sa ma di ya mi. Con xin vâng giữ điều học là quý tránh xa sự sắc sanh. A đình na đa na Vê ra ma ni si kha ba đăng sa ma di ya mi. Con xin vâng giữ điều học là quý tránh xa sự trộm cắp. Ca mê su mít cha cha ra Vê ra ma ni si kha ba đăng sa ma di ya mi. Con xin vâng giữ điều học là quý tránh xa sự tà dâm. Mu sa wa da Vê ra ma ni si kha ba đăng sa ma di ya mi. Con xin vâng giữ điều học là quý tránh xa sự nói dối. Su ra me ra ya mat cham pa ma dat tha na Vê ra ma ni si kha ba đăng sa ma di ya mi. Con xin vâng giữ điều học là quý tránh xa sự dễ vui uống rượu và dùng các chất say. Imani bancha sikha badani sadukang katuang appamade nanichakalang samarakitabang. Chư Phật tử sau khi rõ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo rồi phải ra nguyện hành theo cho được trong sạch đừng có dễ vui. Nama phần tê dạ chúng con xin vâng. Sile na sukhatin yanti, sile na phukha sambhadan, sile na niputin yanti tasman, silang vi so thát ye. Các chúng sanh được sanh về quay trời cũng nhờ dự giới được giàu sang đầy đủ tài sản, cũng nhờ dự giới được giải thoát nhâm niết bàn, cũng nhờ dự giới. Bởi các cái cho nên chư Phật tử phải ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch đừng để lắm nhớ. Sa thú sa thú sa thú ua ta măng ghê na quan đê hăng ba đa băng sung và rúa ta măng bùa thê vô ca lý tô đô sô bùa thô khả ma tu tăng ma măng ua ta măng ghê na quan đê hăng thăm man cha đô vi thăng qua răng thăm mê vô ca lý tô đô sô thăm mô Khả ma tu tăng ma măng, ua ta măng ghê na văn đê hăng. Sang khăn cha đu vi thô ta măng, sang khê vô khả lý tô đô sô sang khô. Khả ma tu tăng ma măng.
Dạ, con xin kính thỉnh ngài Thế Đức lên chúc phúc cho đạo tràng của chúng con ạ. Yo bana thamma nu thamma patibanno sarati sami ci patibanno nu thamma chari so tathagatang sattaro ti karuka roti mane ti puce ti paramaya pucaya patibante pucaya. Đệ tử Phật chân chánh thực hành đúng chánh pháp và là người thành kính sùng bái và ngưỡng mộ cúng dường Đức Như Lai bằng vô thượng chân pháp. Không làm điều ác, thành tựu hạnh lành, thanh tịnh tâm ý, ba đời Phật dạy. Khanti paramang tapo tikha nibbanang paramang vadan thi buddha ni bhavacito parupakati samano hoti parang vihe thayanto. Nhẫn nại pháp thiêu hủy tối thượng không gì bằng niết bàn quả tối thượng, kêu Phật dạy như vậy. Anupakvado anupakkhato vatimokkhe ca sangvaro mattanyuta ca pattasmin bantan ca sayana sanang acicitte ca ayogo etang buddhana sa sanang. Xuất gia không hiềm hận, sa môn không hại người, không phỉ báng kẻ khác, không phá hoại tha nhân, nghiêm trì giới căn bản, tiết độ trong ẩm thực, thích trú xứ an tịnh, chuyên chú hướng thượng tâm, chính lời chư Phật dạy. So athalatho sukito varunaho bodhassa sane aroko sukito ho isaha sabbe nyati pisa athalatham. Sukita varunaha bodhassa sane aroka sukita ho isaha sabbe nyati pite athalatha sukita varunaham. Bun thasa sane aroga sukita ho thasaha sabbe hiện nhà tị phi, cầu xin cho các thiền tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tấn hóa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiền tín khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Sa thú sa thú sa thú. Con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân ngài Trí Đức đã truyền tam quy và ngũ giới và chúc phúc cho đạo tràng của chúng con trong ngày hôm nay. Dặn kinh chỉ cu sa la cam mang căn tâm băng kỳ ri văn ma ma ca ye na wa cha ti đa se su ga tăng ca tăng ye san ta san ni no an thi ye cha san ta a san ni no ca tăng puôn nhà pha lăng mê hăng sam bê pha ghi pha quan tu tê ye tăng ca tăng su vi đi tăng đinh năng phuân nhập pha lăng ma ya ye cha tăng tha na cha nam tỳ đề hoa gan toa ni quế đà dung sam bê lô cam hi ye san ta chi văn ta ha ra hê tu ca ma nuôn nhãn phô cha năng sam bê la phan tu ma ma chê ta sa ti karani yaman tha ku sa le na yan tang san tang ba dang a phi sa man cha sang ko u chu cha su u chu cha su wa chu cha sa mu du anati ma ni san tu sa ko cha su pha ro cha am ba kinh cho cha san la hu ka vu ti san tin tri yo cha ni pa ko cha am ba gam pho ku le su ananu gin tho na cha khu đăng sam ma cha re kinh chi ye na win nhu pa re u pa wa de yung sukhi no wa ke mi no hon tu sam be san ta pa wan tu sukhi tan ta ye ke chi ba na phu tan thi ta sa wa tha wa ra wa ana wa se sa di kha wa ye ma han ta wa man chi ma ra sa ka anu ka thu la đinh tha hòa dê hòa an đinh tha dê cha đu rê hòa san ti a vi đu rê
Phụ ta hoa sâm phá huê si hoa sâm bê sánh ta phá quánh tụ su khi tặng ta. Na ba rô ba răng ni cùng bê thành na tì mạnh nhê thà cánh thà chi năng. Kinh chi bia rô sà na ba tí khà sánh nha. Nành nhà mạnh nhá sà đúng khà minh chê và ma ta và tha ni văn búa tăng. A dù sa ê ca búa ta ma nô ra khê ê văn bi sâm ba phụ tê su ma na sâm pha hoa dê a pa ri ma năng mẹ tanh cha sâm ba lô ca minh ma na sâm pha hoa dê a pa ri ma năng u thăng a thô cha ti ri danh cha sâm ba thăng a quê răng a sa bánh tăng tinh thanh cha răng ni sinh nô hoa sa ya nô hoa ya hoa ta sa vi ga ta minh thô ê tăng sa tinh a thính thay và brahm ma mê tăng huy hà răng y tha ma hù đính thính cha nu ba gam ma si la hoa đa sa nê na sam pan nô ca mê su huy nê và ghê thăng na hi cha tu gam pha se yang bu na rê tì tì Bà hùng sa ha sa ma phi niệm mi ta sa gu than tăng kri mê kha lăng u di ta khô ra sa se na ma răng đa na di tham ma vi thi na chi ta wa mu nin đô tan te cha sa pha wa tu te cha ya mang ga la ni ma ra ti re ka ma phi yu thi cha sam ba ran tin go ram ba na la wa ka mang kha ma than tha yang khang khan ti su dan ta vi thi na chi ta wa mu nin đô tan te cha sa pha wa tu te cha ya mang ga la ni na la gi rin ga cha wa rang a ti man tha phu tăng đa quang gi chang ka ma sa ni wa su da ru nan tăng me tam bu se ka vi thi na chi ta wa mu nin đô tan te cha sa pha wa tu te cha ya mang ga la ni um khin ta khang ga ma ti han ta su da ru nan tang tha wan ti yo cha na ba thang gu li ma la wan tang in ti phi sang ka ta ma no chi ta wa mu nin đô tan te cha sa pha wa tu te cha ya mang ga la ni kan toa na kan tha mu da rang i wa gam phi ni ya chin cha ya dum tha wa cha năng cha na ca ya man che san te na so ma vi thi na chi ta wa mu nin đô tan te cha sa pha wa tu te cha ya mang ga la ni san chang vi ha ya ma ti san cha ka wa da ke tum wa da phi ro bi ta ma năng a ti an tha phu tăng bạn nhà bà đi bà cha li tô chỉ ta qua mu nin đô tan tê cha sa pha qua tu tê cha ya mang ga la ni nan đô bà nan tha phu cha gang vi bu thăng ma hình thân bùa tê na thê ra phu cha ghê na đà ma bà danh tô ấn thu bà đê sa quy thị na chỉ ta qua mu nin đô tan tê cha sa pha qua tu tê cha ya mang ga la ni đúng gà ha đinh thi phu cha ghê na su đanh tha hắn thăng pram măng vi xua thi chu ti minh thi ba ca phi tha năng nhà na gà đê na quy thị na chỉ ta qua mu nin đô tan tê cha sa pha qua tu tê cha ya măng gà la ni ê ta bi bua tha cha ya măng gà la an tha gà tha yo wa cha no di na di ne sa ra te ma tan di hin toa na ne ka wi wi tha ni chu ban da wa ni mong khang su khang a thi ga me ya na ro sa ban nyo nak mô bút tha ya nak mô tham ma ya nak mô sang kha ya dạ con xin kính đảnh lễ ngài Liễu Tông vừa vào đạo tràng dạ con xin một lần nữa đảnh lễ ngài Trí Đức và con xin kính một lần nữa kính chào toàn thể đạo tràng. Và bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, nguyên như con xin kính thỉnh ngài Liễu Thông lên để cho ngài thử mít ạ. Con xin dâng mít lại cho ngài. Mô tát sa pha qua tô a ra hà tô sam ma sam bút tát sa nam mô tát sa Phagavato arahato sammasambuddhassa
Nam mô tát sa pha ga wa tô a ra hà tô sam ma sam bô tát sa Nam mô bích thà dạ kinh bạch chư tôn hàng dạ kinh thưa cho cần sinh nam sinh nữ trong đạo tràng, hy vọng quý vị nghe tiếng chúng tôi rõ. Nam mô bích thà dạ. Nam mô Bố Thầy giá. Dạ con xin mời cô Nhật Quỳnh ạ. Nam mô Bố Thầy giá. Dạ như quên pháp sư. Thỉnh ngài lên sư ơi có trở giờ dạ con xin lỗi con chỉ có ý muốn mời ngài thử mic thôi ạ. Dạ bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, Nguyên Như xin kính mời chư vị cùng với Nguyễn Như lắng lòng thanh tịnh để thỉnh pháp sư ạ. Nam mô ta sa pha ga wa tu a ra ha tu sam ma sam bu ta sa nam mô ta sa pha ga wa tu a ra ha tu sam ma sam bu ta sa nam mô ta sa pha ga wa tu a ra ha tu sam ma sam bu ta sa Brahma chá lô cà thí bá tì xá hầm bá tì cá tành chá lì ảnh thí quá rằng á già chá thá sành tì thá sách tắp bá rá chắc khá trà tí cà đề xề tú thầm mằng á nú cầm bí mằng bá chằng sách thầm má phê rình quý nhá dành chá cà dằng suốt tành chá bành thằng á quý thầm má chầm mằng A à, cô tá dành tổ chá tú sách chá đành đằng bắp bồ thá này về bá rí xà giá mắt chề phạm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản phật nhậm lời nhưng chẳng dĩ hơi quyết lòng mở đạo dạy đời nhắm vườn lộc giả ngài dời trơn sang thuyết pháp độ các hàng đệ tử có năm thầy thính dự pháp từ đó là nhóm kiều trần như được nếm hương vị hữu dư niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giác vẹn toàn một lòng chẳng thối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm cả tam giới thừa ơn phổ cập đám mưa lành rưới khắp thế gian bởi nhân cớ tích rõ ràng nghịch thỉnh ngài thuyết pháp noi đàn từ bi chúng sanh nhiệt khắp chốn ni tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Dạ con xin nhường mic lại cho cô Nhật Quỳnh để cô điều khiển chương trình học ngày hôm nay. Dạ cô. Dạ sa thú, kính cảm ơn Nguyên Như. Nam mô Tha Giá Mô Sanh kính đảnh lễ Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, Ngài Liễu Tông cùng chư Tôn Đức hiện diện trong đầu ký bà với cô tu nữ Nhật Bình kính tín hiệu ạ. Nam mô Bụt Tha Giá. Đạo Trang Bình không?
Nam mô Bích Thay giá một lần nữa, tặng cho Nhật Quỳnh một tín hiệu ạ. Dạ, nghe vừa này dạ, con nghe của Nguyên Như cung Nhật, hình như cái nét con nó có vấn đề rồi. Dạ, nhà dạ, con cung thỉnh ngài ạ. À, nghe được, con cung thỉnh ngài. Mô Bích Thầy, dạ, kinh bạch chư tòa mẹ, dạ, kinh thưa chư quý vị, nghe lúc tiếng mất tiếng còn. Anh. Alo, quý vị nghe tiếng chúng tôi rõ không? Như nghe của cô Nhật Quỳnh là tiếng mất tiếng còn. Đó, thành ra không biết cái gì nào, cái nét nó ổn định chút thì cầm mít. Nam mô Bích Thầy, dạ. Nam mô Bố Thầy giá. Dạ thưa đạo tràng, con nghe được giọng con rõ không ạ? À? Con nghe cô Nhật Quỳnh đó thì lúc được lúc mất, nhưng mà con nghe ngài thì lại rất là rõ. Dạ con cảm ơn cô. À, dạ thưa, à, con thấy đạo tràng chưa có ai có câu hỏi, vậy cho Nguyên Như mở hàng trước bạch ngài. À, dạ bạch ngài, con có một câu hỏi. À, xin ngài giải thích lại cho con là theo cái Phật giáo Nam Tông mình phân theo mấy cái bài kinh của Đức Phật đó bạch ngài, thì là con được học thì chỉ có hai loại thôi, là một loại là mình phân theo tạng, rồi một loại đó là mình phân theo những cái bài kinh. Tạng thì giống như là luật tạng, rồi kinh tạng, rồi cái luận tạng, còn những bài kinh thì phân theo Nikaya. Vậy là chỉ có hai loại thôi hay là có loại thứ ba, thứ tư, thứ năm nữa bạch ngài? Dạ con xin dâng đức lại cho ngài ạ. À. Nam mô Bố Thầy, dạ, kinh bạch chư tôn hiền giả, dạ, kính thưa chư quý vị. Thật sự ra đó thì như là nói họ bắt đầu từ đại Đức Phật thì không có vụ mà chia hay lễ gì đó. Đức Phật thường dùng cái những gì mà liên quan tới điều cấm hay điều cho phép thì ngài gọi là chung là Vinaya, tức là luật. Còn tất cả những cái điều khác thì ngài gọi là Dhamma, tức là mình dịch là pháp đó. À. Rồi sau cái lần kết tập tâm tạng thứ nhất thì cũng vậy, thứ nhì vậy, thứ ba cũng vậy, nhưng bắt đầu lần tâm tạng kết tập lần thứ tư đó thì các vị A La Hán mà chưa kết tập đó, họ nghĩ rằng nếu mà như vậy thì rất khó cho những người về sau, bởi vì giáo pháp thì nó thâm sâu vi tế, mà cái trí tuệ của chúng sanh thì càng ngày càng thô thiển, thành ra từ đó mới ra những cái bộ mà giống như nãy đó, còn chữ Nikaya đó là lời dạy mà thôi, chỉ cho lời dạy của Đức Phật, hay là chữ Pitaka cũng vậy mà mình dịch là tạng đó, từ mình dịch tâm tạng là mình dịch cái chữ đó là cái vỏ, không phải chữ Pitaka nó có hai nghĩa, một là lời dạy Đức Phật, hai là cái mình dịch cái vỏ đựng cũng được, tức là cái gì mà để chứa đựng á, và nó có hai nghĩa vậy. Thì chữ Nikaya vậy, Nikaya thường đó sau này người ta dùng để là phân biệt với cái tạng của bên Bắc Truyền đó, hồi đầu tiên đó thì không có chữ Nikaya hay là Akhama gì đó, gọi chung là Pitaka. Sau này mới chia ra, nó mới tùm lum ra đó, thành ra Nguyên Thủy thọ giữ cho Nikaya, nhưng mà thật sự đầu tiên cái lời dạy của Đức Phật cũng gọi Akhama như thường, tức là dịch A Hàm nó gọi Akhama, tức là lời dạy của Đức Phật, chứ không phải mình dịch ra là A Hàm hay gì rồi là sau này đó, cái lúc mà chia làm 18-20 cái hệ phái nó xảy ra những cái chuyện như vậy đó, chứ hồi thời Đức Phật thì rất là thống nhất, thành ra khi mà trong bài kinh mà Đại Bát Niết Bàn mà đưa ngài Ananda, ngài hỏi về liên quan tới cái đó thì
Đức Phật ai là người thế Đức Phật đó, thì ngài chỉ trả lời câu vắn tắt thôi: khi ta tịch rồi thì pháp với lực là thầy. Nó chứng tỏ rằng lời dạy của Đức Phật 84.000 bài pháp là thầy của mình bây giờ, tức là không có phân chia là Nikaya hay là Aha Akama hay là gì đó, hay là Vinaya Pitaka hay ni bởi vì Pitaka là cái lời dạy, thành ra từ đầu tới đuôi đó là chỉ có ấy thôi, còn sau này chia ra để cho ấy góp lại những cái bài từ khó tới dễ là chia giác chia ra tạng di pháp riêng cho thật sự. Tạng di pháp nó chung chung là hồi xưa nó nằm trong tiểu bộ kinh, tức là nếu mà chia làm năm bộ thời vào thời đầu đó, thời bắt đầu cái tập tạng năm bộ đó mình cho làm rồi Nikaya đó, chứ đầu tiên cũng thường thường người ta hay làm lẫn Nikaya với Akama, thực sự nó chỉ là một mà thôi chứ không phải là hai, nhưng mà sau này để phân biệt các tông phái là mình chia ra như vậy đó, thành ra rồi sau này thấy cái phần đó nó khó, nó nhiều, nó khó nên mới chiết ra. Nên trong cái lời dạy Đức Phật dạy cho chư tăng năm hạ đầu tiên học mà để có thể đủ khả năng mà để tự túc tự ấy rồi là kiêm sống đó, thì bắt đầu là tiểu bộ kinh ha. Tiểu bộ kinh tức là những cái bài kinh mà liên quan tới tam quy ngũ giới, là liên quan tới 10 cái câu hỏi của ngài của ông Sa Di gì đó, là dài dài xuống tới rồi đó, chứ đâu phải là ấy đâu. Để cái đó là cái căn bản nhất để cho ông sư cũng có khả năng mà hiểu được một số vấn đề với tầng luật. Nó tầng luật tức là nó có hai, nó chữ hai cái đó đó trong tầng luật của Matika, nhưng mà thường thường mình dịch Matika tức là mẫu đề, tức là trong tạng di pháp, không phải chứ Matika đây đó không phải là mà, là chỉ cho những cái điều dành riêng để trong tạng A Phi Tham, không phải. Matika trong tầng luật nó có hai, nó gọi là thứ nhất là phiết khụ ba tỳ mốc khả, và cái thứ hai là phiết khụ ni ba tỳ mốc khả, hai cái đó gọi là matika trong tăng luật. Đó. Thì nó có nhiều chữ, sau này cái nghĩa nó rất là nhiều, mỗi chữ Bali nó có cả chục nghĩa, bởi vì nó tùy theo nằm chỗ nào, rồi mình cứ dựa theo cái lời dịch của mấy cái học giả của Trung Hoa đó, cái mình cứ đè đồng dịch một chữ là một nghĩa, rồi từ đó sau mới dùng cái nghĩa đó hoài, nó trở thành khó hiểu trong cái giáo pháp Đức Phật là vậy. Chứ từ đầu thì không có phân biệt giống như thế nào đó. Nam mô Bích Thầy á. Nam mô Bích Thầy á. Dạ thưa con xin kính tri ân ngài. Dạ thưa kính thưa đạo tràng, cái đường nét nó không có vững lắm, thành ra Nguyên Như xin thế cho cô Nhật Quỳnh khoảng một tiếng đồng hồ. Rồi Nguyên Như phải có việc để đi lên chùa của ngài sư phụ. Thành ra quý vị nếu mà có vị nào có câu hỏi thì Nguyên Như sẽ post lên, hoặc là có thể chat lên màn ảnh rồi Nguyên Như sẽ đọc cho ngài để ngài giải thích cho chúng ta từng tầng từng câu hỏi một. Và bây giờ Nguyên Như không thấy có câu hỏi nào, và con xin kính hỏi ngài. Và con thấy của vị đạo hữu Chế Tát Xí Cá A7, ngài Huyền Trang đi thỉnh kinh, vậy có đúng chánh tạng không thưa sư? Dạ con xin dâng mic lại cho ngài ạ. Nam mô Bố Thà Gia, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư vị. Thì ông Trần Huyền Trang nè, cái món đi qua là Bà La Môn, nó đã dịch cái phần giáo pháp Đức Phật ra rất là nhiều. Thành ra khi mà dần ông Trần Huyền Trang mà ông vô trong cái trung tâm Lanh Đá đông dịch, ông thỉnh nhầm cái bộ đó đó. Và cái bộ đó đó khi mà về qua bên Tàu thì mới ông thêm nữa, thành ra nó khác nha quý vị, nên nhớ cái chữ Mahayana đó, đại thừa đó, nó có hai loại. Loại thứ nhất là đại thừa gốc Ấn Độ, và thứ hai đại thừa gốc Tàu đó. Thành ra khi ông Trần Huyền Trang muốn đem cái bộ về rồi Tàu dịch nó thêm bớt này kim sùm, cái đó là đại thừa theo Tàu, loại ra rất là nhiều cái tên mà tìm không biết nó từ đâu nó ra đó. Còn cái đại thừa theo Ấn Độ đó thì ít nhất là một số, đa số bài kinh thì nó giống, nhưng mà khi nó dịch sang tiếng Sanskrit thì nó cố tình nó dịch sai một số điểm nào đó để cho người ta đừng có hiểu đó. Cái đó thành ra cái đó mới là làm cho bên kinh điển của đại thừa nó tại sao nó nhiều vậy đó. Ví dụ như cái bộ mà gọi là Bát Nhã Tâm Kinh gì, nó tới
nghĩa là cả mấy trăm quyển luôn á, nếu mà viết tiền tạo vậy đó. Nói không có ma nào mà ngồi không ở cái đó mà học cái nội cái bộ đó không, cũng đã tốn bao nhiêu đời sống kiếp sống của mình. Thành ra cái đó là nghĩa là có một phần, mà nếu mà một phần mà đúng cái bộ mà từ của Ấn Độ đó thì nó có một phần nó giống như chánh tạng Bali, nhưng mà đa số hầu như là tới 60% là không có giống, bởi vì ông dịch, họ dịch sai. Cái dịch của họ là như vậy nè, chúng ta thí dụ nếu quý vị hiểu cái tên đó nó đúng, thí dụ Bát Thánh Đạo thì đúng, nhưng mà khi mà họ giảng là giảng khác, họ dịch và họ giải thích cái khác chứ không giống như trong cái những cái chú giải của bên tạng Bali. Ví dụ rồi cái thí dụ như cái bài kinh mà nói thiên thượng thiên nhãn vô ngại đại bi gì đó, tức là người có ngàn tai ngàn mắt đó, thật sự đó cái bài kinh đó trong kinh Nguyên Thủy thì có bài kinh chúng tôi không nhớ tên, nhưng mà diễn tả cái ông vua trời Đế Thích đó, tức là ông vua trời Đế Thích đó, ông có khả năng khi mà đụng chuyện với thế gian này hay cái bồ đoàn đó, ông có khả năng ông nhìn xuống thế giới của ông cai trị đó cả ngàn việc một lần. Và khi Atula lên làm loạn, ông có thể ông đánh để ông ta giống như người có ngàn tới cánh tay đánh một lần. Nhưng mà khi dịch từ cái đó mà dịch ra thành thiên nhãn, thiên thủ thiên nhãn, người có ngàn mắt cái ngàn tay, cũng may cái ông mà có ngàn mắt mà ông không bị cận thị, cái ông thầy cận thị giờ không biết ông thợ ông bác sĩ mắt nào làm cho ông ngàn tay sao mà ái mà áo mà quần mặt đi thấy không? Có những cái chuyện nó rất là ấy, là mà mình cái chứ không dựa vào chỗ nào để mình đi cứu đi xét lại, mà cứ theo hoài nó đi càng ngày nó càng sai vậy đó. Đó quý vị, còn ví dụ như đó cái tôi ví dụ cái câu chuyện khác mà bây giờ đang ấy đó, cái hệ mà đi qua Tích Lan có hai hệ. Hệ thứ nhất là đại thừa Ấn Độ, hệ thứ hai là của hệ Nguyên Thủy. Thì đại thừa Ấn Độ qua rất ít, không có nhiều, thành ra cái nhóm Tỳ Khưu Ni đó mà đi qua, nói là đi từ Tích Lan qua bên Tàu đó, cái nhóm đó là thuộc đại thừa, nó gọi là Phá Giá Khiri, cái nhóm Phá Giá Khiri. Và cái chùa đó được thành lập ở mương cái thành phố mà có cái chùa mà thờ răng Đức Phật bây giờ đó. Quý đa số các vị sư Việt Nam qua đó học đó đó, quý vị nào có rảnh đi qua đó hỏi cái chùa đầu tiên của gọi là Tỳ Khưu Ni đã đậu, họ chỉ cho coi. Thì cái đó là đại thừa theo Ấn Độ Phá Giá Khiri, qua bên Ấn Độ học không được, người ta không chấp nhận thì mới đi qua bên Tàu, rồi sau này mới Tàu mới có Tỳ Khưu Ni là như vậy. Chứ trong phái đoàn, chính phái đoàn gửi đi thì không có phái đoàn nào mà có Tỳ Khưu Ni hết á. Anh nói nó sai từ cái này qua cái kia, rồi mình cứ dựa vào đó mình sai. Còn quý vị muốn biết rõ những cái nào sai nào không, quý vị cứ nhờ ông Google đó, đánh cho Ngụy Kinh. Ngụy Kinh trong Phật giáo là nó ra ra một clip bao nhiêu cái quyển sách mà không phải của do Đức Phật mà vẫn gọi là kinh điển, đức do lời Đức Phật dạy đó. Đánh cái đó rồi sẽ thấy. Nam mô Bích Thầy á. Nam mô Bích Thầy á. Dạ con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân lời dạy của ngài. Dạ Nguyên Như xin mời đạo huynh ạ. Dạ, đạo huynh xin thành kính đảnh lễ sư Tiểu Tông, thành kính đảnh lễ sư Tiến Đức và kính chào tất cả các anh chị em trong đạo tràng. Dạ, cảm ơn cô Nhật Quỳnh cho biết nhiều. Thì thưa quý vị, đạo huynh cả tất các tôn giáo, cả Phật giáo cũng đều là đối chết. Dạ, thì từ ngàn xưa là các vua bên Ai Cập đó, các vua Pharaon họ xây những cái kim tự tháp, rất là vĩ đại, rất là kiên cố, là cũng để sửa soạn cho cái chết của mình, để họ hy vọng đã đến một cái nơi vĩnh hằng. Trong một chuyến về thăm cố đô Huế cách đây không lâu thì đạo huynh cũng thăm một nhà rất là một người rất là yêu sử học,
Đạo huynh cũng rất cũng đi thăm tất cả các lăng của 13 vị vua triều Nguyễn từ đời Gia Long tới đời Khải Định, thì thấy biết rằng các vị vua đã sửa soạn cho những cái lăng mình rất là kỹ. Dạ, có những ông vua vừa xây xong cái lăng là đã băng hà rồi. Dạ, thành thử là tự thiên tử tới thứ dân, là tự vua tới quan tới dân giả, ai cũng tới cái vấn đề sống chết, nhất là cái chết của mình. Dạ, người xưa có câu là sinh ký tử quy, có nghĩa là cái kiếp sống này chỉ là sống tạm thôi, còn chỉ có sự chết là với sự quay về vĩnh viễn. Cái đạo Islam á, là cái đạo Hồi giáo, người ta thích gọi là đạo Islam hơn. Islam tức là cái sự đầu đầu phục, thì họ tin có thượng đế, là thượng đế là cái đấng mà mình phải đối diện trong lúc phút mà mình lâm chung. Họ có cái câu nói là dù cho các ngươi có trốn trong các thành quách kiên cố cao chót ngất thì cái chết cũng tìm đến các ngươi. Dạ, thì nhiều lúc đạo huynh ngẫm nghĩ mình như những kẻ tử tù. Dạ, đang đi trên cái đoạn đầu đài, ai cũng vậy, không ai tránh thôi cái sự chết. Dạ, trước sau cũng ra cái điểm đó, thành thử mọi người chung trong chúng ta ai cũng tìm cách hoãn cái cuộc hành trình đó, cái cuộc hành trình ra cái điểm cuối cùng đó. Thì đạo huynh xin hỏi, kính hỏi sư là bên tất cả các tôn giáo mà độc thần, tức là monotheism, tiếng Anh gọi là monotheism. Dạ, mono tức là độc, mà theism là thần, độc thần tức là tôn kính cái thượng đế đấy, thì họ tin rằng sau khi mình chết đi đó thì mình phải đối diện một cái đấng tạo hóa, một cái đấng trên cao đó, để quyết định mình đi cái hướng nào. Dạ, đi lên hoặc là đi xuống. Vậy thì thưa sư, với cái quan điểm lý thuyết của nhà Phật thì ai là quyết định, ai là người quyết định mình thoát khỏi cái kiếp sinh tử luân hồi, tránh khỏi cái cánh bánh xe quỷ đạo là phải cứ sống đi chết lại rồi khổ sở trong cái biển luân hồi như vậy đó, thì ai là người quyết định cái số phận của mình? Là Phật, là Pháp, là Tăng, hay là chính bản thân mình? Dạ, con xin cung thỉnh và kính mời sư ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, kính bạch chư tôn hiện giả, kính thưa chư quý vị. Không ai có khả năng quyết định cái thân này, mà mình nói cái thân này là mình nói theo chế định mà thôi, chứ cái thân này của nó cũng không có. Bởi vì thường nghe dịch là vô ngã là vậy đó, nhưng mà phải hiểu rõ nó là cái gì. Bởi vì cái thân này đó, nó gồm có hai phần, vừa ác vừa thiện. Và nếu mà nói mà mình cá nhân mình có thể quyết định được thì mình lấy cái gì quyết định, cái ác hay cái thiện đó. Nhưng mà dựa vào sự hiểu biết của một số cái vị mà hiểu biết giống như Đức Phật, hiểu biết đúng đắn đó. Còn hiểu biết thường khác thì chúng tôi không bàn đúng đắn đó. Thì mình dùng cái phần mà cốt lõi của cái ngũ uẩn này đó để mình làm cho trong sạch cái phần kia, thì mình đi ra khỏi luân hồi. Thì mình làm trong sạch là làm cái gì? Tức là làm cho tất cả những cái loại phiền não nó không còn khả năng mà nó bám víu vào cái ngũ uẩn này nữa, thì mình đi ra khỏi luân hồi. Mà dùng chữ mình ở đây không có nghĩa là ta tự giải thoát, ta không phải. Dùng chữ mình đây thì dùng theo cái chế định của đời để cho biết rằng cái người nói người làm là ai thôi. Chứ thật sự ra đó, nếu bây giờ mình nắm cái một cái cá nhân gọi là ta ra thì nó gồm sắc, thọ tưởng hành thức. Hỏi sắc là người phải không? Không ai trả lời được cả. Hỏi về thọ là người phải không? Cũng không ai trả lời được. Bây giờ hỏi sắc là đạo huynh phải không? Cũng không phải. Thọ là đạo huynh phải không? Phải, phải không? Cho nên những cái tập hợp đó đó, mà cái tập hợp đó nó vừa xấu vừa tốt, chứ không phải nó tốt không. Mà lý do là tại vì còn luân hồi, là tại vì mỗi cá nhân đó là không biết cái nào xấu cái nào tốt. Huynh đừng có nghĩ rằng huynh đi theo, huynh học những cái trường mà nổi tiếng nhất rồi thì huynh có thể có khả năng để biết cái nào xấu cái nào tốt, không có.
cái thành quả để mình có thể biết cái nào xấu cái nào tốt là do sự tu tập của cái vị mình gọi là Bồ Tát đó. Tối thiểu kể từ ngày được thọ ký là 4 tăng kỳ 100.000 đại kiếp. Cái đó là cái thành quả phải tu tập để có thể là tận diệt những cái gì mà làm cho cái ngũ quẩn này nó luân hồi. Và nếu mình không học, không làm như vậy thì không có đường nào cả. Mà thế giới này người ta chia đó, người ta chia là vô thần giáo, độc thần giáo và đa thần giáo. Thì vô thần giáo đó, trong cái thế giới này nó chỉ có hai mà thôi, vô thần giáo. Thứ nhất là Phật giáo, thứ hai là Kỳ Na giáo, tức là đạo ở truồng đó. Nhưng mà vô thần giáo nó cũng giống một nửa mà khác một nửa. Đạo Phật là vô thần giáo nhưng không chấp nhận có cái ta, tức là không chấp nhận có ai, có người, có ai đó. Nhưng mà Kỳ Na giáo đó là cái đạo ở trần ở truồng đó thì nó chấp nhận cũng không có thượng đế, không có gì đó, nhưng mà có cái ta. Đó, thành ra cái ta này là cái tự giải thoát, cái gì ông sùng đó là đó là theo lý thuyết của đạo Kỳ Na giáo. Còn Đức Phật là vô thần giáo, tức là công nhận cũng có một số cái điều mà mình gọi thần này kia đó trong đó, nhưng không có khả năng quyết định ngoài những cái điều mà trong quẩn này tự quyết định lấy mà thôi, tự quyết định lấy mà thôi. Cho nên mình muốn biết cái đó là mình phải học để phân biệt, phân biệt cái nào cần giữ, cái nào cần buông. Còn nếu mình học mình không phân biệt rất là khó. Mà cái thứ nhất đó, cái thứ hai nữa đó, không phải lúc nào mà mình cũng có khả năng để mình làm được việc đó. Ngay cả bây giờ mình gặp giáo pháp Đức Phật nhưng mà chưa chắc mình biết cái nào là đúng là lời Phật dạy và cái nào không phải là lời Phật dạy. Cái người mà biết rõ phải học ghê lắm, bởi vì chính Đức Phật cũng nói khi nghe điều gì rồi đó thì không dội tin, không dội bỏ, nhưng phải y vào luật và y vào pháp. Nếu đúng như luật và đúng như pháp đã trình bày thì nên tin điều đó, mà còn không giống thì không đúng thì không nên tin. Thì bây giờ ngay cả cá nhân chúng ta ở đây là muốn biết cái đó phải là lời Phật dạy không, chúng ta không đủ khả năng, ngoài trừ một số cái điều mà chúng ta có khả năng có được được học hoặc được học hỏi qua thì chúng ta mới biết mà thôi. Đó là lý do tại sao bây giờ nó có cả không biết bao nhiêu bộ tâm tạng chứ không phải là một bộ. Lời giải Đức Phật thì không có, chỉ có 84.000 bài pháp thôi, nhưng mà bây giờ tổng cộng những cái người ta nói là lời giải Đức Phật đó, xin thưa với quý vị đó, đếm không hết. Nói đó là cái sự tại sao vẫn luân hồi mà không thể đi ra khỏi, cái đó là như vậy đó, chứ không có ông thần nào mà giúp mình được mình nữa đó. Mình tự giúp mình, nói theo chế định pháp mình tự giúp mình tự tạo cho mình cái duyên để mình đi ra khỏi mà thôi. Nam mô Bổn Thầy giá. Dạ, kính mời huynh. Dạ, con xin tạ ơn sư. Thì như vậy thì con xin hỏi một câu nữa, là cũng rất là bình thường thôi. Có thể quý vị biết hết rồi, nhưng mà đạo huynh chưa biết, đạo huynh vẫn hỏi. Dạ. Vậy thì kính thưa sư, thì cái tấm thân này, vậy thì cái tấm thân này ai sinh mình ra và mình tự đâu đến? Dạ. Dạ, con chỉ hỏi vậy thôi. Đã không biết cái tâm thần thầy, tại đầu huynh nghĩ là cái gì có cái thủy và cái chung. Dạ, có cái đầu và cái cuối, rồi cái sự luân hồi nó lặp đi lặp lại theo cái quỹ đạo. Dạ, như cái bánh xe nó cứ luân chuyển theo một cái chu kỳ. Dạ, thì mình phải là người trước kia là mình là ai, ai sinh mình ra. Dạ. Con xin cùng thánh sư ạ. Nam mô Bổn Thầy Gia Kính Bạch Chư Tôn Hiền Giả. Kính thưa chư vị, ai sinh mình ra dễ hiểu quá. Cha tôi tên là Vô Minh, còn mẹ tôi tên là Ái Dục. Sinh ra mình ngồi đây mà cha mình không biết là ai, mẹ mình không biết là ai, chết rồi. Cha mình có tên là Vô Minh, còn mẹ mình có tên là Ái Dục đó. Hai cái người đó sanh ra mình, chứ không ai sanh ra mình hết đó. Thành ra khi nào mình tận diệt Vô Minh, tận diệt Ái Dục thì mình thoát khỏi luân hồi. Nam mô Bổn Thầy Gia.
nghĩa là bằng lòng để tạm, còn người con bất hiếu tức là giết cha giết mẹ để đi ra khỏi luân hồi, nhưng mà giết cha là vô minh, mẹ là ái dục, chứ về nhà mà sách cái ông mà có tên trong khai sanh của mình, cái bà có tên khai sanh mình giết là tức là mình thì nghĩa là phạm ngũ nghịch đại tội đó, chứ không phải giỡn đâu. Nam mô Bích Thầy á. Dạ, con xin tạ ơn sư, và con xin hỏi một câu cuối cùng trước khi nhường mic lại cho đạo tràng cũng đang chờ. Như vậy thì nếu mà truy nguyên như vậy đó, thì cha mẹ mình sinh ra, ông bà nội sinh ra bố mình, ông bà ngoại sinh ra mẹ mình, rồi mình cứ đi ngược ngược thời gian như vậy, thì ai là cái đấng, phải chăng có cái đấng nào đó đã sinh cái con người đầu tiên trên mặt đất này thưa sư? Dạ, chẳng để tự nhiên cái là có người xuất hiện. Dạ, nó phải có một cái duyên do nó. Thành thử là trong kinh thánh họ nói là thở ban đầu để thượng đế sinh ra con người đầu tiên. Dạ, sau khi ngài đã dựng trời dựng đất dựng núi sông, rồi cuối cùng là thứ sáu thì sinh ra con người. Dạ, rồi sau đó ngài nghỉ. Thành thử những cái người mà theo đạo Công giáo tin lành thì họ lấy cái ngày đó họ đi nhà thờ. Còn bên phía bên quan điểm của Phật giáo thì thế nào thưa sư? Dạ, kính mời sư. Dạ, sẵn đây thì đạo huynh rất là biết ơn ngài. Nam mô Bụt Thầy. Nam mô Bụt Thầy và kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Nếu mà thượng đế sanh ra cho cái người khác thì ai sanh là thượng đế ha? Thành ra rốt cuộc nó đi lòng vòng mà thôi. Trong Đức Phật á, thì có chữ là vô thủy vô chung, tức là cái đầu tiên không ai biết hết. Nhưng mà nếu gọi là cái đầu tiên trong cái thời tạo thiên lập địa này, cái trái đất này nè, thì những cái người đầu tiên đó là sanh ra từ đâu và phạm thiên hết phước rớt xuống, phạm thiên hết phước rớt xuống, mấy người đầu tiên mà rớt xuống đó, thì quý vị coi trong bài kinh Khởi Thế Nhân Bổn sẽ thấy rõ ràng. Và những nghĩa là mình là con cháu của Phạm Thiên chứ không phải giỡn đâu đó. Thành ra khi mà mình không có đủ trí tuệ, mình nghĩ nó mình là con cháu Phạm Thiên, có mình nghĩ Phạm Thiên là ông thượng tế, tức ông thượng đế cho nên mình, cái đó không phải. Phạm Thiên hết phước rớt xuống vào thời tạo thiên lập địa mà thôi, chứ còn tới trần trái đất khác thì Phạm Thiên khác rớt xuống, chứ còn hỏi từ đâu ra thì vô thủy vô chung không ai biết được. Đức Phật cũng không có nói đề cập tới trong kinh điển, thành ra chúng tôi không có dám đi qua qua khỏi cái lần mức đó. Nam mô Bích Thầy giác. Nam mô Bích Thầy giác, dạ sa thú lành thai, con thấy đạo huynh đã tạ ơn sư. Và dạ, con thấy trong đạo tràng có một câu hỏi phải không? Dạ, bằng vũ khí tuệ giác phải không thưa? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Nó có ba chuyện này. Thứ nhất là giới, thứ hai định, thứ ba tuệ. Ba cái pháp văn tắc của con đường trung đạo đó, quý vị muốn trở thành người con bất hiếu thì phải đi theo con đường đó. Đường đó được đề cập trong kinh điển. Ừ, bắt đầu là tứ niệm xứ, tứ tinh cần, tứ như y túc, rồi ngũ quyền ngũ lực thất dắt chi, rồi bát thánh đạo, làm đầy đủ 4 lần như vậy đó thì ra khỏi luân hồi phải đầy đủ và đúng mức ăn đó. Còn bây giờ cái gì hỏi là tu theo Mahayana có thể thành đạo quả không, cái đó chúng tôi không có trả lời, là không biết, bởi vì chúng tôi nghe người ta đạo thành tu đạo quả thì chúng tôi còn không biết đó. Nhưng bên đó cái bên đó thì chúng tôi cũng có nghiên cứu nhiều, thành ra chúng tôi không biết họ học như cái pháp học của họ được như thế nào, pháp hành như thế nào, thành ra chúng tôi không dám trả lời có đắc đạo quả được hay không. À, bởi vì nếu mà cái Đức Phật mà tóm tắt cái câu mà quý vị thường nghe nói trong cái bài kinh Đại Bát Niết Bàn đó, nếu mà bác
thánh đạo vẫn còn có người hành thì không có thế gian này không có vắng bóng đệ nhất sa môn, đệ nhị sa môn, đệ tam sa môn và đệ tứ sa môn. Tức là cái vị nào mà muốn đắc thành đạo quả phải đi theo con đường giới định tuệ đó ha. Mà còn không đi theo đúng mức như vậy đó, thì là không có được trả lời như vậy. Nam mô Bích Thạc dạ. Nam mô Bích Thạc dạ. Dạ con thấy hai vị điều tri ân hết rồi. Dạ Nam mô Bích Thạc dạ. Bây giờ đạo tràng có nghe được ân Quỳnh rõ chưa? Dạ có nghe được không? Cho Nhục Quỳnh xin một tín hiệu ạ. Dạ đạo tràng có nghe được âm thanh Nhục Quỳnh không? Tại bây giờ Nguyên Như đã bận rồi. Dạ nên là không cầm mic được. Dạ cảm ơn đạo tràng rất là nhiều. Dạ con tri ân ngài. Dạ Nam mô Bích Thạc dạ. Dạ bây giờ thì Nhục Quỳnh kính mời đạo tràng. Dạ. Rồi, cái vị mà vừa bi em cho Nhật Quỳnh cứ bớt ra cho Nhật Quỳnh đi, Nhật Quỳnh sẽ hỏi. Dạ, Nam mô Bích Thai dạ. Dạ, bây giờ thì Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng, mời bàn tay quý vị và mời những câu chết chát. Dạ, còn vị nào mà có ngại thì cứ bi em qua cho Nhật Quỳnh, Nhật Quỳnh cũng sẽ đọc và Nhật Quỳnh sẽ giấu tên. Dạ, Nhật Quỳnh xin phép ngài để Nhật Quỳnh giấu tên, nên là... quý vị cứ yên tâm, dạ. Vị nào ngại thì cứ bi em qua Nhật Quỳnh. Dạ, bây giờ một lần nữa Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng, dạ mời quý vị mời những bàn tay ạ, hoặc mời những câu chết chát. Dạ, trong khi chờ đợi những câu hỏi, dạ con xin hỏi ngài một câu. Dạ, thí dụ con một người mà nghe một cái vị nào đó đọc kinh sai, mà con muốn mà dạ Nhật Quỳnh xin gác câu hỏi của Nhật Quỳnh lại để Nhật Quỳnh đọc câu hỏi biết nhàm chán cắt dục. Thưa sư, con xin hỏi có phải những câu hỏi của vua Milinda là đại diện cho các câu hỏi của chúng sanh? Nam mô Bích Thai giá dạ con kính nhân bích đến ngài ạ. Nam mô Bích Thai giá kính bạch chư tôn hiền giả kính thưa cho quý vị, theo chúng tôi hiểu thì những câu hỏi đó nó phản ảnh một số vấn đề vào cái thời đó mà thôi, vào cái thời đó đó có một số vấn đề như vậy. Rồi sau cái thời, nghĩa là cái thời, từ cái thời vua của ông Milinda này đó mới bắt đầu có cái hình tượng Phật đồ này kia, xong cái trước đó thì không có, trước đó thì không có. Thành ra trong cái thời đó có nhiều cái sự thắc mắc như vậy đó. Mà thắc mắc thì khi mà hỏi đâu phải dễ gặp cái gì mà được gọi là bà tỷ sống thế thấp bạch tạ, tức là tứ vô ngại giải đâu ha. Những cái gì đó nó rất là hiếm trong cái thời thì gia pháp Đức Phật ngay cả thời đầu cũng vậy, rất là hiếm, không có bao nhiêu gì đó. Thành ra khi mà truyền hỏi cái bí là lời ấy là gặp lâu lâu gặp được một cái gì mà toàn năng có khả năng giống như bậc toàn giác, thành ra mới có khả năng mới giải đáp được những cái câu hỏi đó. Chứ còn nếu mà như vậy thấy vào cái thời Đức Phật cũng vậy chứ không phải là sau này không. Thời Đức Phật á, chúng coi quý vị nào coi kinh điển là thấy có cái vị gọi là Chích Tạ Khả Bà Đi đó, nghĩa là được Đức Phật ca tụng là cái vị pháp sư lỗi lạc của hàng cảnh siêu nam á. Ông ta vô chùa thì mấy ông sư để vô chùa là gặp nào mà đi vòng vòng là lạng hoàng, là ông ta vô ông ta hỏi là cái gì nào mà học không có đúng mức không ấy, là chuyện nước bí mà thôi. Vấn đề là vậy đó. Thì ông Milinda cũng giống vậy, nghĩa là có lẽ lúc đầu thì cũng cỡ như mình thằng nghe ông đó giỏi muốn thử thì coi, nhưng mà vô thử ông nào cũng đa số đi chạy hết. Tới chừng gặp cái thầy ông Milinda, ông Nagasena này đó, thì ông Milinda mới đầu hàng rồi. Thì tới đó chấm dứt cái những cái
vấn đề vào thời đó. Nam mô Bích Thầy dạ. Nam mô Bích Thà dạ kính bạch chư tôn này dạ kính thưa chư vị quý vị thông cảm chờ cô nhật bình cô lên đất có lẽ là cái ông giữ cái nét cho bao thoát này ông đi về lễ dân y rồi nên nó cái nó rớt lên đất xuống hoài quý vị thông cảm đó là tại đường nét chứ không phải muốn Nam mô Bích Thà dạ. Nam mô Bích Thầy dạ, dạ đạo tràng có nghe âm thanh Nhục Bình không? Nhục Bình mới té một cái đụng nên là không có tiếp thu được cái câu trả lời của ngài. Và đạo tràng có nghe được không ạ? Nam mô Bích Thầy dạ, dạ cảm ơn Dung Nguyễn. Dạ con xin hỏi một câu của một vị BM qua cho con ạ. Dạ. Vì sao thiền giúp phát sanh trí tuệ? Dạ con cung thỉnh ngài, ngài chỉ dạy giùm câu hỏi này ạ. Nam mô Bụt Tha dạ. Nam mô Bụt Tha dạ kính bạch chư tôn nguyện dạ kính thưa chư quý vị. Cô Nguyên Trang ngồi đó thử mít thử coi có gì giúp đỡ cô Nhật Quỳnh. Thử nét cái nét nào nó tương đối nó ổn định chút giúp rùm. Thật sự ra người ta hay nói câu giới định tuệ là vậy đó. Giới năng sanh tịnh, định năng sanh tuệ. Thành ra khi mình hành thiền đó thì dĩ nhiên nó có trí tuệ. Mà trí tuệ nó có hai loại, nếu mình học hành đàng hoàng đó, thì cái tuệ học đó nó giúp cho cái định, mà cái định học cũng giúp cho cái tuệ tu. Chứ còn nếu bình thường đó, còn mình hành thiền không mà mình không có học hay không thêm những cái món khác á, thì cái định đó chỉ có là định của thiền chỉ mà thôi. Định thiền chỉ vẫn có trí tuệ như thường, nhưng mà tại sao người ta không tính? Tại vì cái trí tuệ trong thiền chỉ không thể giúp cái chúng sanh đó tận diệt phiền não để đi ra khỏi luân hồi. Thành ra họ chỉ coi cái định đó, tức là cái định hiệp thế và cái định cũng luân hồi mà thôi, chứ không có thể ra bằng cái định của thiền minh sát. Chứ cái định nào nó cũng làm cũng có khả năng là phát sanh trí tuệ đó. Bởi vì khi định mình mà nó có năng lực thì nó giúp cho những cái pháp mà đi đồng sanh với nó đó có khả năng nhìn thấy rõ những cái điều mà mình đang quan sát, đang theo dõi đó. Thì khi mà mình nó đúng mức của nó thì nó phát sanh trí tuệ. Trí tuệ thường thường quý vị nghe nói có ba, tức là thể văn, tệ tư và tệ tu. Nhưng thường thường phàm nhân chúng ta thì chỉ có hai loại mà thôi, tức là tệ văn và tệ tư, tệ tu, tệ văn và tệ đó. Chứ mình thì không có tệ tư. Nếu mà tệ tư và tệ tư mà tệ tư đời thì có. Quý vị thấy tệ tư mà thuộc loại tư đời thì có như thế nào? Những cái người mà ta nghĩ những cái gì mà thế giới không ai nghĩ và ta dám nghĩ rồi ta làm, nhưng mà thì, ví dụ như là chế ra máy bay hay làm
tàu ngầm hay là những cái mà mình xài từ xưa giờ không có, mà ta tự nhiên ta nghĩ ra vậy. Cell phone điện thoại đồng trùng nữa, cái đó là đại tư mà tư đời, tức là họ không có cái đó, chưa có ai biết, chưa có ai làm, nhưng mà cái thế giới cái khả năng họ có thể làm được thì cái đây đó. Còn mình không có tài tư là tại sao? Tại vì mình cái đầu mình đang học giáo pháp Đức Phật, rồi khi mình hành theo cái giáo pháp đó để mình đắc đạo đắc quả thì cái đó là mình chỉ có tài văn và tài tu mà thôi, tài tư tu mà thôi, chứ không có tài tư là như vậy. Thì cái điều này được giải thích trong cái bộ thứ hai của gì giáo pháp, tức là bộ quy phần khá, cái đó là bộ quy phần khá đó. Thì sẽ thấy cái đó, thấy rất rõ ràng cái điều là tại sao mà tệ tư không ở phàm nhân không có. Nam mô Bích Thầy á. À, Nam mô Bích Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Dạ con Nguyên Trang, dạ trước hết con kính đảnh lễ ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Dạ con kính đảnh lễ Ngài Liễu Tông. Con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni, dạ con kính chào đạo tràng. Dạ con không biết bạn có nghe được âm thanh con rõ không ạ? À? Cho con xin tín hiệu ạ. À. Dạ cảm ơn. Dạ cảm ơn đạo hữu. Dạ con dạ kính chào chú Kinh ạ. À. Dạ con xin đọc câu hỏi của đạo hữu biết nhàm chán các dục. Thưa sư, với trí phàm làm sao thông hiểu lời Phật dạy để mà giảng cho mọi người hiểu và hành cho đúng để lợi lạc bố thí pháp là phúc lành cao thượng. Dạ con kính dâng mic lại cho ngài để ngài có thể giảng dạy câu hỏi. Dạ kính cảm ơn đạo hữu. Đạo hữu đã đặt câu hỏi ạ. À. Dạ con xin xuống mic ạ. À. Nam mô Bích Thà gia kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Như chữ tham bữa sập phá tha năng tham má tha tha năng chi na tỷ đó, tức là trong các loại bố thí pháp là bố thí cao thượng nhất. Nên nhớ chữ pháp ở đây đó, còn hiểu chữ pháp là gì? Chữ pháp ở đây có nghĩa là trí tuệ hay là nhân làm phát sanh trí tuệ, tức là khi mà bố thí trí tuệ hay là bố thí nhân làm phát sanh trí tuệ là bố thí cao thượng, chứ không phải mà nghe nói pháp mình cứ hiểu cái chữ pháp đó. Trong Tam Tạng Pali nó có tới 71 nghĩa khác nhau, cái gì là nhớ vậy, là cần nếu cần phải lục trong từ điển Pali để mà biết rõ ràng mỗi cái nó nằm ở chỗ nào. Thành ra cái giới cái trí phàm của mình làm sao mình hiểu lại Phật dạy thì mình phải học ở các nước theo Phật giáo truyền thống, giống như Miến Điện hay Thái Lan hay Tích Lan á, phải học tới cái đó nó mới cho đi đi nghe đăng đàn thuyết pháp, nó gọi là bằng pháp sư đó. Mà mỗi xứ nó có tên gọi khác nhau, Thái nó gọi là Thâm Acariya, tức là Thâm Má gặp Acariya đó, tức là những cái điều mà Đức Phật dạy đó. Acariya tức là cái người có khả năng giảng dạy. Còn ở tên bên Miến Điện thì nó dài hơn, nó gọi là sổ tụ tành tị, sổ tụ chánh á tành tị rồi thâm ma chari giá thì mới được đăng đàn thuyết pháp, chứ còn nếu không thì giờ chỉ có tới mấy cái chùa nhà quê tiếc thôi, chứ còn lại đăng đàn mà thứ thiệt là họ không có cho. Thành ra mình mới học như vậy thì mình mới hiểu đúng pháp đúng ấy, chẳng những hiểu pháp không mà cần hiểu lời giải thích của pháp đó, tức là chú giải đó. Vào thời Đức Phật thì chỉ có Chánh Tạng và Đại Chú Giải. Đại Chú Giải là Maha Thakatha đó, tức là những cái loại mà được chính ngay cả chính Đức Phật hay là các vị hiểu biết về pháp giảng giải, thí dụ như vị sư nào đó nghe cái lời dạy Đức Phật rồi cái không hiểu cái đi về bò qua hỏi ngài Ma cạch chay anh ná, hay là không mất khoanh lên ná, hay là ngài sở đi của tạ rồi này kia đó, thì những gì đó giải thích thì cái đó gọi là thả, tức là đại chú giải. Sau thời gian sau đó, thì những cái gì đó không nghe đi đồng tụ hết thì mới xuất hiện những cái loại chú giải khác, người ta gọi tiếng thông thường là thật thả.
khoảng hơn ngàn năm sau thì có những cái lời giải thích những cái điều mà Thật Thà chưa giải thích, thì ta gọi cái đó là đi ca. Đi ca, ví dụ như cái quyển mà giải thích một cách tổng quát cho lời dạy Đức Phật là quyển Thanh Tịnh Đạo đó. Tịnh Đạo gọi là Thật Thà, nhưng mà có hai cái quyển giải thích Thanh Tịnh Đạo, nó hai quyển, một quyển gọi là Quý Sự Thí Mắc Mã Đi Ca và quyển thứ hai là Quý Sự Thí Mắc Chu Lá Đi Ca. Nhưng mà hồi chúng tôi học đó là chỉ có một quyển thôi, tức là Quý Sự Thí Mắc Khá Mã Đi Ca. Thì bây giờ hình như là ngày Tệ Siêu, ngày dạy ngày thứ bảy đó, ngày dựa vào cái quyển đó, thì cái quyển đó có tên Pali là Paramattha Manjusa. Đó là mấy ông sư ở Thái, ở Miến Điện bắt buộc phải học, học cái đó để hiểu rõ số vấn đề trong giáo pháp, mình mới đi giải cho người ta, đi giảng cho người ta hiểu được. Nó muốn đăng đàn mà để giảng đạo cái pháp, mấy cái sư đó không phải là dễ, không phải là đàn anh chỉ đàn em đó. Thành ra mình phải học như vậy đó, thì mình mới hiểu, mình hiểu mình giảng vậy đó, giảng mà cái người nghe là phát sanh được trí tuệ đó, thì mình mới gọi là bố thí pháp. Còn ta nghe xong á, ta nguýt, ta thấy mình đó, tức là mình không phải bố thí pháp, mình bố cái gì đó mình cũng không biết. Cái gì biết rồi nó nhớ là bố pháp phải ráng úp cho coi cho dẫn, chứ không có mình ra mình nói ngồi cái người ta cũng nguýt, ta thấy ta nói vậy cũng lên rùm nổ chi vậy, không biết ta mệt lắm ha, là nguy hiểm. Thành ra đó là lý do phải học để mới có thể hiểu lời Phật dạy mà giảng cho người ta. Mà giảng khi người ta có khả năng hiểu được, ta phát sanh trí tuệ rồi mình mới bố thí pháp đúng mức. Còn nếu không thì chỉ là bố thí pháp thông thường mà thôi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Sa thú, sa thú. Dạ con không biết là đạo hữu đạo hữu biết nhàm chán các dục có thắc mắc gì không ạ? Dạ con đã thấy đạo hữu sa thú ra. Dạ sau đây con xin đọc tiếp câu hỏi. Nếu một người thọ rất nếu một người họ rất hiểu biết rõ về nhân quả, nhưng vì cái tham ái không bỏ được, có cách nào giúp họ đoạn trừ được không ạ? Dạ con kính dâng mít lại cho ngài để ngài có thể giảng dạy câu hỏi. Dạ con kính cảm ơn. Dạ con không biết câu hỏi này của đạo hữu nào ạ? Hình như là tại con rớt mạng. Dạ con kính cảm ơn cái vị nào đã đặt câu hỏi. Dạ con xin xuống mít ạ. Con kính dâng mít lại cho ngài ạ. Nam mô Bổn Sư Thầy. Dạ kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Nếu một người hiểu rõ về nhân quả, người đó là bậc thánh rồi, thì nói là không bỏ ái thì không có được. Mình không có khả năng gì mà hiểu biết rõ về nhân quả đó. Người mà hiểu biết rõ về nhân quả, người đó phải giỏi về cái phẩm cuối cùng của gì về pháp, cái phẩm bạch thả ná à, thì mới thứ thiệt. Còn mình mới hiểu là thứ nhất là mình mới bố thí bữa sau cái tự nhiên túng rốt tự riêng, cái đó là tại vì mình làm thiện mình thấy được số, cái đó là không phải nhân quả rồi, cái đó là tào lao. Anh đã hiểu cái chuyện nhân quả cách rõ ràng, tức là mình phải nghĩa là có một cái giá trị pháp học, nghĩa là không phải là bậc thánh cũng tương đương với bậc thánh chứ không hay không, thì làm sao không bỏ được ái dục. Hỏi cách nào thì chúng tôi không có khả năng để chỉ những cái người mà biết rồi nhân quả mà còn ái dục hay còn tham ái, thì cái chuyện đó chúng tôi cũng xin đầu hàng. Nam mô Bổn Sư Thầy. Dạ Nam mô Bổn Sư Thầy. Dạ dạ con kính đảnh lễ quý sư, kính chào đạo tràng. Dạ con không biết cô Nhật Quỳnh không biết là câu hỏi ngài trả lời có còn thắc mắc gì không ạ? Dạ sau đây con bàn tay của đạo huynh. Dạ ô oh, sa thú. Dạ sorry. Dạ kính mời đạo huynh ạ. À. Dạ Nguyên Trang xin xuống mic, kính gửi mic lại cho đạo huynh. Dạ đạo huynh thành kính đảnh lễ một lần nữa, đảnh lễ sư Ký Đức, sư Liễu Tông và tất cả các tôn đức tăng ni
các vị nữ tu và các toàn thể anh chị em trong đạo tràng. Thì đạo huynh xin mạo muội xin hỏi sư một câu nữa là trước khi vào cái room của Phật giáo Nam truyền này chỉ cách đây có 10 tháng thôi, thì đạo huynh cũng tìm hiểu về thoáng hạt thôi, tức là lúc có lúc không trong cái thời gian cũng rất là dài về Phật giáo Bắc Tông. Thì như sư đã trình bày lúc mở room thì sư nói là sư ông Trần Huyền Trang là một vị đại sư ở Trung Hoa qua về Trung Hoa, thì họ mới kết tập một cái bộ Đại Bát Nhã và Bài Bát Nhã, mà trong đó có kinh sau họ lại có một ông vua ông nói thôi bây giờ trẫm muốn biết một cái kinh nào đó mà nó ngắn gọn thôi, thì Khanh có cái kinh nào mà gọn cho trẫm đọc không, thì từ đó là nó xuất hiện cái kinh là Bát Nhã Tâm Kinh, dạ Bát Nhã Ba La Mật Ha, dạ tức là cái kinh mà đưa là cái tiếng Sanskrit là đưa người ta tới cái bờ bên kia. Dạ thì cái đoạn cái kinh đó nó rất là ngắn gọn, chỉ có khoảng 250 chữ mà thôi. Thì trong đó thì đạo huynh cũng thấy là có những cái câu như là tức thì không, tức thì sắc, rồi chư pháp bất không tướng bất sinh bất diệt, tức là không có sinh mà cũng không diệt, bất cấu bất tịnh, tức là không có dơ mà cũng sạch, bất tăng bất giảm, không ra, không có tăng lên mà cũng không giảm bớt đi. Thì nếu mà về cái mặt khoa học vật lý đó thì đó là cũng đúng theo cái định luật bảo tàng năng lượng, tức là không có gì sinh ra trơn như nãy sư có nói, và không có gì mất đi, dạ, vô thủy vô chung. Rồi rồi nào là vô nhãn giới, vô ý thức, vô minh, vô minh tận, vô lão tử, vô lão tử tận. Dạ thì câu hỏi của đạo huynh xin thắc mắc với sư là vậy thì cái nhìn của Phật giáo Nam truyền đối với cái kinh Bát Nhã Ba La Mật này như thế nào? Dạ, có cái điểm nào bất đồng hay không? Và nếu bất đồng thì bất đồng ở điểm nào? Dạ, con chính cung thỉnh kính mời sư ạ. Nam mô Bổn Thầy Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Giả, kính thưa chư quý vị. Thật sự chúng tôi không biết các vị khác như thế nào, cho đối với chúng tôi cái bài kinh đó thì chỉ là góp nhặt một số cái danh từ cho nó kêu rồi nó cho nó nổ rồi góp lại thành ấy thôi. Rồi khi mà âm ra âm cũng cật. Quý vị thấy bản tóm tắt cái bài kinh đó, nhả âm ra âm có những cái chữ mà nếu mà dịch ra thì nó hiểu rất rõ ràng, mà không dịch mà lại âm thì tại sao? Tức là cái người mà đọc cái đó cũng không hiểu mấy âm vậy đó. Ví dụ Đắc A Nậu Đa La Tam Niệu Tam Bồ Đề là cái gì? Phải không? Nếu mà biết chút tiếng Bali là biết cái đó nó là cái gì rồi. Đắc A Nậu Đa La tức là Anuttara. Mà không biết chữ đó nghĩa là gì, dịch A Nậu Đa La. Tức là Anuttara tức là vô thượng. A Nậu Đa La Tam Niệu Tam Bồ Đề là sẩm ma sẩm bồ thí chứ có ai đâu. Thì từ cái đó là mình cũng nếu mà dịch ra thì tức là đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác chứ mắc gì đâu mà đắc A Nậu Đa La Tam Niệu Tam Bồ Đề. Cái đó lại góp nhặt một số cái danh từ đọc cho nó kêu mà thôi, chứ chúng tôi không có nghĩ là cái người mà góp nhặt tóm tắt cái sáu năm sáu trong quyển của cái bộ Bát Nhã đó thành cái ngắn này cho quý vị đọc hàng ngày đó, mà nó vì cái gì đâu mà hiểu hiểu về trí tuệ như thế nào là gì rồi chúng tôi cũng không có gì bảo đảm đó, nên là chúng tôi không có ý kiến mấy cái đó. Kinh điển của Đức Phật gì tới nó có bao nhiêu cái giá trị mình không lo học, mà lo đi học mấy cái mà ông Tàu cũng đặt ra. Bây giờ nếu mà đọc theo tướng Tàu còn chết nữa. Đi qua mua cái kéo mà nó gọi thì nóc xi đáp về để cục 500 vô anh hút. Cái đó là sắc tức thì nhôm rồi chứ không còn là sắc tức thì không nữa.
Nó có nhiều chuyện lắm, nhưng mà thôi, đối với kinh điển bên hệ đó chúng tôi xin miễn bàn đi, không mất thời giờ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, con Nguyên Trang một lần nữa con kính đảnh lễ ngài Đức Tông, kính đảnh lễ như là sư, kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng Ni, kính chào đạo tràng. Dạ, con thấy đạo huynh đã tạ ơn sư. Dạ, sau đây con xin đọc câu hỏi của biết nhàm chán các dục. Dạ, sa thú thế nào được xem là đúng trí tuệ mà kinh điển nói đến, thưa sư? Kính kính xin sư giải thích ý nghĩa của tuệ trong kinh nói. Và sau đây con kính nhân quốc lại cho sư để sư có thể giảng dạy câu hỏi ạ. Có ngài. Và con kính đảnh lễ cô tu nữ tuệ duyên vừa đến với đạo tràng. Và con xin xuống mic ạ. Nam mô Bổn Sư Thầy. Kính bạch chư Tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị, chữ trí tuệ trong kinh điển này nó có 5-7 loại đó. Nhưng mà nếu mà nói thật cho đúng mà hỏi trí tuệ cái nghĩa mà rốt ráo của nó là gì, là trí tuệ thấy được tứ thánh đế. Còn những cái ví dụ như trí tuệ thông hiểu về luật nhân quả, hay là trí 10 cái loại cụ túc chánh đi kiến, ví dụ như biết ân đức này kia xong đó, cái đó là chuyện nhỏ. Chánh kiến, cụ túc chánh kiến là chuyện nhỏ. Còn cái chuyện mà câu hỏi mà đúng là trí tuệ trong kinh điển nói đó mà rất rốt ráo nhất đó, là phải trí tuệ thấy được tứ thánh đế thì cái đời đó mới quý. Còn mấy cái kia thì mình nhắm mắt lại thì nó cũng đi như nó biến mất như thường đó. Còn quý vị mà làm sao trí tuệ phát sanh trong tâm sơ đạo hay tâm sơ nhị đạo, tam đạo, tứ đạo, thứ đó mới thứ thiệt đó. Chứ còn mấy cái thứ khác thì mình tập hàng ngày thì mình cũng tập cái đó thôi, trí tuệ để biết một loại nhân quả loại sơ sơ thôi, chứ làm sao biết giống như mà thấy được nhân quả trong tứ thánh đế, phải không? Nam mô Bổn Sư Thầy. Nam mô Bổn Sư Thầy. Dạ, con thấy đạo hữu biết nhàm chán các dục đã xa thú ngài ạ. Dạ, sau đây con kính mời đạo tràng cùng tham gia đặt câu hỏi trong thời gian vấn đáp ngày hôm nay ạ. Dạ, con kính mời đạo tràng. Dạ, con kính đảnh lễ sư Pháp Quang. Dạ, kính mời chú Kinh. Chú Kinh có câu hỏi không ạ? Dạ, con thấy bàn tay của Hồng Ngọc Viễn Đông. Dạ, kính mời đạo hữu ạ. Dạ, con xin xuống mic ạ. Sorry, con quên dặn, quên bỏ cái âm thanh. Cảm ơn Sip MC, cảm ơn quý vị cho gòn họ biết cái âm thanh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Con kính lễ sư Liễu Tông, con kính lễ sư Trí Đức, con kính lễ sư Pháp Quang, kính lễ quý chư Tôn Đức đang hiện diện trong đạo tràng. Con kính chào tất cả.
Thưa sư, con xin hỏi là con có nghe một quý vị mà chia sẻ đó, là nghiệp đen cho quả đen, nghiệp trắng cho quả trắng, nghiệp trắng đen cho quả trắng đen, nghiệp không trắng không đen dẫn tới đoạn diệt nghiệp. Mà nghiệp không trắng không đen đó là thất giác chi, bát chánh đạo. Thưa sư, con nghe như vậy đó, là bây giờ con muốn thỉnh sư để coi như là cái câu chia sẻ đó nó đúng bao nhiêu phần trăm, hoặc là nó đúng thế nào, và con cũng xin thêm cái ý của sư để cho chúng con được thông suốt trên con đường học hỏi. Con kính tri ân sư và kính giao mít tới sư. Nam mô Bố Thầy Giả Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Giả Kinh Thưa Chư Quý Vị. Thật sự trước hết nên hiểu chữ nghiệp là gì. Thường thường mình nghĩ chữ nghiệp tức là tâm sở tư, nhưng mà có những cái loại mà không phải tâm sở tư, nó vẫn là nghiệp như thường. Theo chú giải thì có một số cái tâm sở khác, nhưng mà nếu đi chung với tâm sở tư thì chính tâm sở đó cũng được gọi là nghiệp. Ví dụ quý vị coi trong thập thiện nghiệp đó, bốn cái về khẩu, ba cái về thân và ba cái về ý. Thì ba cái về ý là gì? Tham, sân, với tà kiến. Thì tâm sở tham, tâm sở sân, tâm sở tà kiến trong trường hợp đi với tâm sở tư vẫn được gọi là nghiệp như thường, là nó mới có cái thập thiện nghiệp hay thập ác nghiệp là vậy ha. Thì bây giờ đó, nghiệp đen là những dễ hiểu rồi, những cái tâm sở vừa nói hoặc là tâm sở tư trong 12 tâm bất thiện là nghiệp đen. Còn cái nghiệp mà gọi là nghiệp trắng thì tất cả tâm sở thiện hiệp thế mà thôi. Còn nghiệp vừa trắng vừa đen là mình làm vừa lúc thiện lúc ác, cái thiện đó cũng dễ hiểu. Nhưng mà nghiệp không rắn không đen á là những cái tâm sở đi chung tâm sở tư ở trong các tâm đạo mà thôi. Thì thầy hay nói tới là bát thánh đạo, là vậy là con đường trung đạo đó. Nghiệp không trắng không đen đó, tại sao gọi là không trắng không đen? Tại vì nó không cho quả đi xuống, nó không cho quả đi lên, mà nó chấm dứt một số cái ác pháp, chứ nó không phải chấm dứt cái nghiệp. Nghiệp thì nó cho quả thì nó mất năng lực, nó chết liền chứ nó có tự nó chết ra ngoài và ấy được đó. Thành ra quý vị học, nếu học trong nghiệp thì vậy thấy đó, cho quả kiếp này, quả kiếp sau nữa, hoặc lại vô mà thôi. Nó còn nghiệp không đen, tức là nó cho cái quả của nó là quả đi ra khỏi luân hồi, chứ nó không cho quả đi lên đi xuống, mà nó cho cái quả gọi đi ra. Tức là trung đạo là con đường, là cái đạo mà dẫn con người đi ra, chứ không phải đi lên đi xuống hay là đi giữa đường. Có hiểu là trung đạo là đi giữa đường không phải. Trung đạo vẫn là thiện pháp như thường, nhưng mà thiện pháp thì dẫn đi ra. Thành ra cái chuyện mà nghiệp không trắng không đen là như là dẫn đi ra, chứ không có dẫn đi lên hay đi xuống, tức là không còn luân hồi nữa, chứ là chấm dứt luân hồi đó. Nhưng mà chấm dứt luân hồi đó, nghiệp đó phải ở trong tứ thánh đạo kìa, chứ còn ở trong các mấy vẫn còn luân hồi như thường. Ví dụ như là sơ đạo thì luân hồi còn bảy kiếp, thí dụ vậy đó. Thành ra nghiệp không trắng không đen là, nếu mà nói chính xác thì chỉ có nghiệp trong tứ thánh đạo mà thôi. Nam mô Bích Thầy Giác. Nam mô Bích Thầy Giác. Dạ con kính lãnh lời quý sư, kính chào đạo tràng. Dạ con đã thấy đạo hữu Hoàng Ngọc Viễn Đông thành kính tri ân sư. Và sau đây con xin đọc câu hỏi của đạo hữu biết nhàm các dục. Vậy thưa sư, khi có chút hiểu được lý của 12 nhân duyên, như vậy vẫn là trí phàm phu phải không thưa sư? Dạ con kính dâng bích lại cho ngài để ngài giảng dạy câu hỏi. Kính cảm ơn đạo hữu đã đặt câu hỏi. Dạ con xin xuống bích ạ. Nam mô Bích Thầy Giả Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Giả Kính Thưa Chư Quý Vị. Nghĩa là mình đừng nói, mình hiểu chút chút về 12 tập nhẹ nhân duyên là thứ thiệt rồi, chứ không thấy giống rồi nói trời không được. Thứ thiệt đó, chứ không phải giỡn đâu. Không phải là mình cái dùng mình duyên hành, hành duyên thức. Cái đó là mình nói chơi, chứ mình nói thiệt không được. Quý vị nào muốn hiểu thập nhẹ nhân duyên đó, quý vị phải học thêm
cái bộ đại sứ nữa, thì quý vị mới hiểu được thập nhị nhân duyên. Bởi vì khi mình nói vô minh duyên hành á, cái biết hành đó nó nằm đâu, từ đâu, bất đồng hành như thế nào, hành như thế nào, thì cái đó bao nhiêu chuyện mình mới nói được. Thành ra nếu mà mình hiểu được cái đó, tức là mình đã bước, nghĩa là trên con đường mà đi xa lắm rồi, đường học Phật Pháp Đức Phật đó. Chứ không phải là mình nói giỡn. Nhưng mà thường thường nếu quý vị không học thêm về những cái điều kiện trong cái bộ đại sứ đó, thì chắc chắn là nói mình hiểu thành nhân viên rồi, không hiểu đâu. Mình chỉ nói theo chế định là cái tên, mà kêu cái tên nó ra vậy thôi, chứ còn nói rồi thành nhân viên nó rất là rất là nhiều chuyện trong đó, chứ không phải dễ đâu. Đa số người ta muốn đắc đạo quả thì đi bước đầu là thập nhị nhân duyên đó. Mà mình nói thập nhị nhân duyên là mình nói chung chung người ta, chứ mà nó bao nhiêu chuyện nó rất là vi tế. Thành ra mình nói mình hiểu chút chút được thì không thể nào hiểu chút được, hiểu cái đó là hiểu rất là nhiều chuyện rồi ha. Chứ còn dạo rằng vẫn còn là phàm phu, nhưng mà hiểu rất là nhiều chuyện, chứ không phải giống như phàm phu cái kiểu mình là vô văn phàm phu không hiểu gì hết, đọc toàn là chế định, đọc tên thôi. Nhưng mà nhân hành là nhận thức, là đọc tên chỉ vui thôi, chứ nói thật sự hiểu thập nhân duyên không có gì bảo đảm mình hiểu hết. Quý vị mà nói thật sự, chứ quý vị mà hiểu được thập nhân duyên, bảo đảm quý vị ra hàm hai cái chỗ Đức Phật muốn chúng ta tới, khu nhà quan ngôi rừng quán, chứ không phải là lên rum đi xạo để kiếm chuyện được cãi lộn đồ nhau chơi vui, không có đâu. Nam mô Bụt Thầy á. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ con kính đảnh lễ quý sư, kính chào đạo tràng. Dạ con đã thấy đạo hữu biết nhàm chán các dục, kính tri ân sư. Dạ sau đây con kính mời quý cô chú đạo hữu có thể đặt câu hỏi, có thể giơ tay hỏi trực tiếp với ngài, hay là có thể chép chat trên màn hình và con sẽ đọc câu hỏi ạ. Dạ con kính mời ạ. Kính mời quý cô chú cùng tham gia. Dạ con không biết có ai có câu hỏi không ạ. Dạ con sa thú, dạ con thấy bàn tay của cô Nhật Quỳnh, con kính gửi mic lại cho cô ạ. Dạ sa thú kính cảm ơn Nguyên Trang đã làm thị giả cho ngài. Dạ cảm ơn Nguyên Trang cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nam mô Bụt Thầy giá. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ chắc cô Nhật Quỳnh ơi, cô rất mít rồi ạ. Dạ trong khi chờ đợi thì con không biết đạo tràng có nghe được âm thanh của con không ạ? Cho con xin tín hiệu. Dạ cảm ơn cô Nhật Quỳnh, dạ cảm ơn cô tu nữ Tuệ Duyên, dạ cảm ơn cậu đạo tràng. Dạ con xin đọc tiếp câu hỏi của đạo hữu biết nhàm chán các dục. Dạ cô Nhật Quỳnh ơi, con đọc câu hỏi xong rồi một hồi cô cầm mic nha cô. Cô có câu hỏi thì cô đặt hát cô ha. Sorry cô. Một khoảnh khắc con thấy năm uẩn con đang đeo mang đây là từ lý duyên khởi. Dạ con xin đọc lại. Một khoảnh khắc con thấy năm uẩn con đang đeo mang đây là từ lý duyên khởi. Dạ con kính cảm ơn đạo hữu đã đặt câu hỏi. Dạ con kính dâng mít lại cho ngài ạ. Dạ con xin xuống mít ạ. Nam mô Bụt Thầy giá, kinh bạch chư tôn hiện giả, kính thưa chư vị, cái này là tưởng không người lái, chứ không phải tưởng thường mà tưởng không người lái luôn. Nghe là năm quẩn là đồng xanh đồng chia, mà mình đó mình thấy là năm quẩn cái thôi chứ, thấy không? Bức thấy kinh mi lăng đá trợn mắt lên rồi đó. Mình thấy từng một chuyện là đã quý rồi, chứ thấy một lần nào cái đó là tưởng không người lái đó. Cái vị mấy tôi đừng có tưởng xa gì, không có nên quan sát từng cái đi, khi nào có đầy đủ a ta bi sẩm ba sa nô sa ti ma rồi quan sát từng cái rồi đó mới biết. Chứ còn người không khoảnh khắc mà thấy năm quỷ chúng tôi cũng thủ hoàng luôn, nó một tài giá.
Nam mô Bụt Thầy giá, dạ con kính đảnh lễ quý sư, kính chào đạo tràng. Dạ con thấy đạo hữu biết nhàm chán là các sa thú dạng ngộ nhận. Dạ con kính mời đạo tràng cùng tham gia đặt câu hỏi ạ. Dạ kính kính mời cô tu nữ tuệ duyên, kính mời thầy kinh, kính mời toàn thể đạo tràng. Dạ cô Nhật Quỳnh ơi, cô có câu hỏi thì con gửi mic lại cho cô nha cô. Hồi nãy cô bị rớt mic á. Dạ, con kính mời bàn tay của cô. Dạ sa thú, dạ con xin xuống mic ạ. Nam mô Bụt Thầy, dạ cảm ơn Nguyên Trang. Nguyên Trang ơi, có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Dạ cảm ơn cô tu nữ Tệ Duyên. Dạ Nhật Quỳnh đọc câu hỏi của biết nhàm chán cách dục xong rồi ngài Tiểu Tông trả lời xong, Nhật Quỳnh kính mời bằng tay Quỳnh Kinh nha, không có được ngồi mang tiếng ngồi đó hoài, không có được nha. Dạ Nhật Quỳnh cố ý là cầm mic để mời Quỳnh hơi, nhưng mà bây giờ có cái câu của biết nhàm chán thì Nhật Quỳnh xin đọc. Dạ vậy thưa sư, sao cứ rơi vào tưởng tưởng hoài vậy thưa sư? Dạ con kính dâng mic đến ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy giá. Nam mô Bụt Thầy giá, kính bạch chư tôn hiện giả, kính thưa chư quý vị, tôi giờ tưởng hoài thì giờ cái niệm nó yếu, quán tập niệm đi, khi niệm nó mạnh thì nó bớt tưởng, dù rằng tưởng lúc nào nó cũng có, nó cũng hiện diện trong cái lộ trình tâm mình đó. Nhưng mà khi mà nó cái niệm nó mạnh này nè, cái định nó mạnh theo, mà định nó mạnh theo thì cái tệ nó phát sanh, thì lúc đó mới tính được chuyện gì. Thì còn nếu mình không lo tập niệm mà mình cứ lo tưởng không thôi, tới kiếp sau vẫn còn tưởng tiếp. Nam mô Bụt Thầy á. Dạ sa thú lành thai, con thấy biết nhàm chán cắt dục đã tri ân ngài rồi, và Nhật Quỳnh cũng kính cảm ơn đạo tràng đặt cho những câu hỏi. Bây giờ Quỳnh Kinh ơi, làm ơn đeo mắt kính vô, Nhật Quỳnh nhường mic đây. Nam mô Bụt Thầy, dạ Quỳnh Kinh, Quỳnh Kinh ơi cứu bộ đi. Quỳnh Kinh đâu rồi, cứu bộ đi Quỳnh Kinh, rồi mời Quỳnh nha. Dạ nam mô Bụt Thầy, dạ nam mô Tham Ma, dạ nam mô Sang Ca, dạ kính lễ thượng tọa Lưu Tông, kính lễ chư tôn đức, thầy chào tất cả quý vị. Nhiều réo dữ trời, đang tính ngồi nghe cái gì, sẵn như nói về cái chữ niệm, con cũng kính thỉnh sư giải thích về cái niệm đó. Thì có cái niệm, mình nói niệm niệm như vậy thì có phải là mình đã đang trong cái tứ niệm xứ không sư? Khi một người nói tôi đang niệm, tôi đang có niệm như vậy thì có phải là người nó đang sống trong tứ niệm xứ không ạ? Dạ con cũng thỉnh sư. Nam mô Bụt Thầy, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị, không hẳn đâu. Bởi vì niệm khi mà mình phải có số vốn đó, thì mới có thể là cái sự suy nghĩ mình nó nằm trong một trong bốn cái gì là cái foundation của cái tứ niệm xứ. Nhưng mà thường thường nếu mình không có nghe pháp học mình chưa tới đó, thì cái niệm của mình nó chỉ ở trong những cái điều kiện để giúp cho cái định trong thiền chỉ mà thôi. Mình nhớ cái niệm nó giúp cái đó, giúp trong cái những cái đối tượng liên quan tới thiền chỉ mà thôi, chứ nó không có giúp trong cái điều kiện mà liên quan tới thiền minh sát được. Vì thiền minh sát là cần phải biết một số thực tính pháp căn bản như thế nào, thì mình cứ coi trong 14 cái tâm sở mà nó hoạt động từ tứ niệm xứ cho tới cái cuối cùng đó, thì mình sẽ biết nằm ở đâu thì cũng chậm được. Cái đó là phải nghiên cứu cho kỹ, thì khi nào mình dùng cái niệm mà nó phải đi đôi đi theo những cái đó mới được. Còn những cái niệm mà nó không dính vào mấy cái tâm sở nồng cốt trong tứ niệm xứ đó, thì cái đó nó chỉ nghĩa là có khả năng để mình theo thiền chỉ mà thôi, chứ không phải lúc nào niệm mà cũng có thể là ở trong tứ niệm xứ cả. Nam mô Bụt Thầy á.
Nam mô Bích Thay gia, dạ con kính đảnh lễ quý sư, kính chào đạo tràng. Dạ sa thú, cảm ơn ông thầy đã cho con đặt câu hỏi. Dạ sorry chú kinh nha, con xin cầm mic tại với dạ xin cho sẵn cái câu hỏi của ông thầy á, của chú kinh đó, nên con muốn có một câu hỏi. Dạ đạo hữu biết nhàm chán các dục, chờ Nguyên Trang nha, cho Nguyên Trang đặt đặt một câu hỏi rồi Nguyên Trang sẽ đọc câu hỏi của đạo hữu nha. Dạ thưa sư, khi mà con nghe chú kinh nói về cái niệm đó sư, thì khi mà một cái bình thường khi mà mình làm một cái gì đó đi, khi mà cũng như là mình giận hay là một cái gì mình đang làm cái gì nhưng mà mình biết cái đó là sai, cái đó là không đúng, thì có đó có gọi, có thể có gọi là niệm không sư? Khi mà mình hay biết, ví dụ như mình giận, mình bực, cái mình hô nó lại, mình biết cái này không có đúng, hay là mình một cái gì đó mình thấy nó sai, hay là mình nghĩ là mình không nên làm, thì cái đó có gọi là niệm không? Dạ con kính nhân mít lại cho ngài, ngài có thể giảng dạy câu hỏi của con ạ. Dạ con kính cảm ơn ngài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Nghe là mình học trong cái năm hành sở rồi, mình biết có những cái tâm sở nó có cái hoạt động giống giống nhau, những loại tâm sở hoạt động giống giống nhau, dầu rằng có thể nó là bất thiện nhưng mà nó vẫn có cái khái niệm giống giống như cái thiện, tại vì những loại tâm sở nó có khả năng nó đi chung với bất thiện cũng có, đi chung với thiện cũng có, à, những cái 13 cái tâm sở trên đó. Thì khi nào mà nó dính vô đó thì mình phải biết rõ cái tâm sở nào mà nó đang làm chủ cái điều kiện của cái sự suy nghĩ đó thì mình mới biết, chứ không hẳn là mình thấy nó giống 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 như niệm, mình nghe cái mình tưởng nó là niệm, không có phải, nó nhớ chuyện nó không có phải, phải không? Bởi vì thành ra tại sao mà khi mà mình nói niệm trong thiền tứ niệm xứ đó là nó có một số cái điều kiện là liên quan tới đối tượng, mà liên quan tới đối tượng Đức Phật còn chia sẻ ra liên quan đến đối tượng nó nằm trong phần nào trong bốn cái phần đó nữa đó. Thành ra nếu mà liên quan như vậy đó, mình có khả năng mình biết như vậy thì được, mình mới biết cái chắc chắn là mình đang hành thiền tứ niệm xứ. Còn nếu không đó thì nó thường thường nó lọt qua thiền chỉ, nếu mà trong những cái đề mục mà cái niệm mình nó nhắm tới đó nó nằm trong bộ 40 cái đề mục của thiền chỉ, còn ngoài ra cái đó chưa chắc đó. Nhiều khi cái tâm sở tạm nó hoạt động mình vẫn tưởng nó là niệm như thường chứ không phải không, bởi vì cái hoạt động của nó giống giống nhau, nhưng mà trên thực tế đó nếu mình coi những cái gì cái điều kiện khác là những cái tâm sở khác đi chung với nó, mình mới biết cái điều đó đó nó hướng về cái chỗ nào, mình đang quan sát cái đó nó nằm ở đâu, chứ còn không đó cũng không hẳn đó. Bởi vì có những cái tâm sở đi cả trên cả dưới đó. Thành ra chúng tôi mới lặp lại bao nhiêu lần là quý vị cần phải biết một số cái điều kiện về thực tính pháp mới có thể hành thiền minh sát được vậy, chứ không nó lộn qua lộn lại chứ không phải đâu. Ừ. Rất khó khăn cái chỗ đó. Mà thứ nhất là phải học cho đàng hoàng, thứ hai là phải có thiền sư thứ thiệt, chứ còn thiền sư mà nghĩa là bà đầu chỉ đó đó coi chừng học thời gian sau không thấy gì tiến bộ hết. Thành ra cái niệm hay là cái tinh sở cần hay là những cái khác gì nữa, nó làm cho bao nhiêu chuyện nó mình có thể mình hiểu lầm rất rất là dễ, làm rất là dễ. Thành ra thứ nhất là mình, quý vị nào mà muốn biết khi nào mình có thể hành thiền tứ niệm xứ được, quý vị đọc những cái này, nó có tất cả là ở bên Thái thì nó có năm cái bản về thiền tứ niệm xứ, nhưng mà bên Miến Điện thì chúng tôi không rõ, nhưng mà chúng ta thấy bốn bản chánh thôi, chứ còn cái bản thứ năm của Thái thì không thấy bên đó. Cái sati bạch thả ná tức là tứ niệm xứ đó, thứ nhất là nó là gọi là maha sati bạch thả ná sutta, tức là ở trong cái trường bộ kinh. Cái thứ hai là sati bạch thả ná sutta trong trung bộ kinh. Cái thứ ba là sati bạch thả ná quý phân khá, nó nằm trong cái phẩm thứ hai của Di Diệu Pháp. Thành ra quý vị muốn chắc ăn coi cái này để biết cái thực tánh pháp nó nằm ở đâu đâu rồi là sati bạch thả ná quý phân khá đó. Cái thứ ba mà cái này là nó tương đối là
nó nhiều, rất nhiều chi tiết, nhưng mà quý vị cần phải đọc chú giải mới hiểu được là sati paṭṭhāna saṅyutta, tức là chúng tôi nói kìa rồi đó, tức là tương ưng niệm xứ có 51 bài kinh tất cả. Và cái thứ ba, cái này của Thái nó có, nhưng mà bên Miến Điện tôi hỏi thì họ nó không có thấy cái tên này, tức là sati paṭṭhāna ba thà. Bởi vì nghiên cứu tất cả phải năm cái nếu đủ thì năm, còn không đủ thì bốn cái đầu tiên đó, tức là Mahasatipatthana trong Trường Bộ Kinh, Satipatthana trong Kinh, Satipatthana Quy Phần Khá trong Cầm Phi Thông Phẩm thứ hai, tức là Quy Phần Khá, tức là bộ phân tích đó. Cái thứ ba là Satipatthana Saṅyutta, tức là tương ứng niệm xứ trong tương ứng bộ kinh có 51 bài kinh tất cả. Bây giờ đọc cho đó mới thấy rõ ràng khi nào mình cái niệm của mình là làm thiền tứ niệm xứ, cái niệm mình ở trong thì chỉ, và cái niệm mình thì chỉ là niệm theo kiểu thông thường mà thôi. Bởi vì cái đối tượng của nó thứ nhất là chế định pháp chứ không phải là thực tính pháp, hoặc là nó có thể nó giống một cái tâm sở nào khác mà nó đang ở trong những cái tâm bất thiện. Nam mô Bích Thầy á. À, sa thú dạ con kính tri ân ngài rất là nhiều, ngài đã giảng dạy câu hỏi của con ạ. Dạ sau đây con xin đọc câu hỏi của đạo hữu, biết nhàm chán các dục. Thưa sư, cái tưởng uẩn này nó làm vai trò gì trong năm uẩn? Dạ con kính dâng mít lại cho ngài ạ. Dạ con xin xuống mít ạ. Nam mô Bố Thầy Gia Kinh Bạch Chư Tôn Mẹ Dạ Kinh Chư Vậy. Cái gì hỏi này tới ngày thứ năm vô cái room này, và ngày thứ sáu vô cái room như kỷ viên vậy đó, học với kinh Miranda mới biết cái này có định nghĩa, có phần sự từng cái. Bây giờ hỏi cái kiểu này đó, chúng tôi lật lại từ đầu ra, nhiều khi nói nó cũng khó khăn quá, chịu khó. Vô hai cái gió đó, bắt đầu từ đầu của ngày ông vô kinh Miranda này, ông đang dạy đó. Nam mô Bố Thầy Gia. Nam mô Bố Thầy Gia. Dạ con kính đảnh lễ quý sư, kính chào đạo tràng. Dạ kính mời đạo hữu biết nhàm chán các dục vô cái giờ ngày thứ năm là giờ của thầy kinh. Dạ thầy đang dạy vi diệu pháp trong trong lớp Phật giáo Nam truyền, và ngày thứ sáu ở bên Nguyên Như Kỳ Viên. Dạ kính mời đạo hữu đến tham gia giờ của thầy kinh. Dạ sau đây con kính mời quý cô chú cùng tham gia phần vấn đáp các câu hỏi về Phật pháp trong ngày hôm nay ạ. Dạ kính mời, dạ con kính mời đạo tràng ạ. Kính mời, kính mời chú kinh nha, chú kính mời chú lên tiếp tục đặt câu hỏi ha chú ha. Dạ kính mời bàn tay của chú kinh. Không. Thầy kinh ơi, đeo mắt kiến đen, hạ mắt kiến đen, cầm mic đi thầy kinh ơi. Trả mic. Dạ, con xin gửi mic lại ạ. Dạ, Nam mô Bố Thầy Gia. Dạ, kính lễ Phật Pháp Liên Tôn, kính lễ Chư Tôn Đức. Lên cái cầm mic hoài, giữ mic hoài cho lớn. nắm mic mic. À, cái lễ từ tội tôi sẵn cái vấn đề mà tứ niệm xứ, kính thỉnh sư giải thích như thế nào gọi là tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ nó có phải là một cái vấn đề, một pháp mà, hoặc là một cái tiêu chí để mà đưa đến một cái sự thành tựu những cứu cánh giải thoát không vậy? Nó tứ niệm xứ có phải hoàn toàn là chân đế không sư? Nó có thể hoàn toàn là pháp là thực tính không? Dạ, con cũng thỉnh sư quan nghị giải thích về cái ý nghĩa của tứ niệm xứ này, và làm thế nào để mình đi đến được cái con đường tu tập tứ niệm xứ này một cách trọn vẹn. Con cũng thỉnh sư. Nam mô Bố Thầy Gia Kinh Bạch Chư Tôn Mẹ Gia Kinh Thưa Chư Quý Vị. Thiền tứ niệm xứ thường thường mình hay nói là thiền minh sát. Thì thiền minh sát thì đối tượng chính thức của nó là thực tính pháp. Nhưng mà trong mấy bài kinh tứ niệm xứ thì nó có hai loại đối tượng.
một loại đối tượng có 100% thực tính pháp, mà một loại đối tượng có nửa, một nửa là thực tính pháp, còn nửa là chế định pháp. Thì những cái đối tượng nào thường thường là có đối tượng có chế định pháp, thì những cái đối tượng nó thường thường là nằm trong cái đề mục đầu tiên là một niệm thân. Niệm thân ví dụ như niệm về thể trược, niệm về bất mỹ, thì cái đó là những cái đề mục mà nó liên quan tới chế định pháp một nửa và thực tính pháp một nửa. Thành ra cái để những cái đối tượng đó đi giúp những cái thiền giả, cái hành giả nào đó mà trong quá khứ, nghĩa là từng hành, từng là người đã đắc thiền hoặc đã hành thiền chỉ nhiều, nhưng bây giờ muốn rưu rút con đường hành hoặc trong quá hành của mình đó, thì mình hành thiền quán. Thành ra thường nếu mà cái gì thiền sư giỏi thì họ sẽ cho những cái đó. Tại sao chúng tôi gọi cái có một nửa cái này một nửa cái kia, ví dụ như là kê xả. Kê xả, nếu là kê xả nói theo đời bà quy đó là đất đất mình đi đó, nếu cái đó đó thì nó là chế định pháp. Nếu mà dùng cái chế định pháp để mình hành thiền chỉ thì được bằng cách là niệm về một đất đó ha. Nhưng mà khi mà niệm kê xả mà nó đưa tới cái limit là của đề mục đất á, thì cái người đó có thể hành thiền theo cái biến xứ là niệm về đất. Nhưng mà cũng kê xả như vậy đó, nếu mà họ thấy cái limit là của cái đối tượng về bất mỹ đó nó phát sanh, thì người đó cũng phải hành thiền chỉ trước. Thì nếu mà nó xuất hiện trên cái limit xuất hiện là thuộc loại đề mục mà bất mỹ đó, thì chỉ hành được đất sơ thiền mà thôi. Còn nếu mà nó hành là đất với niệm xứ cái biến xứ đất đó, thì có thể hành tới cao hơn, thiền cao hơn. Nhưng mà nếu cái người đó mà niệm kê xả mà cái niêm ít nó là cứng hay mềm đó, tức là thực tính pháp, thì người đó có thể trực tiếp đi hành thiện minh sát luôn. Đó là chúng tôi nói là đề mục là vậy. Là có những đề mục có 100% là thực tính pháp, có những đề mục có phần nửa thực tính thôi. Thành ra mình phải học để mình hiểu rõ cái đó. Thành ra khi mình vô mình hành đó, thì nó không có gì đó. Mà cái điều đó chính Đức Phật đã dạy đầu tiên cho chư tăng khi mới vô đó, mới vô tu đó, là kê xả lô ma liền. Thì có những gì chỉ đắc thiền mà có những gì đắc đạo quả là như vậy ha. Tại vì cái đề mục nó có một nửa này một nửa kia. Coi như đề mục niệm thọ thì thực tính pháp 100%, đề mục niệm tâm cũng thực tính pháp 100%, mà đề mục niệm pháp thì cũng thực tính pháp 100%. Nhưng có một số cái chuyện nó vẫn có thể dính vào cái chế định, nhưng mà chế định đó nó không có ở lâu được với cái người mà có cái muốn hành cái đề mục đó, có khả năng để hành cái đề mục đó. Đó. Thành ra khi nào mình hành mà mình thấy nó lọt vào những cái đề mục của niệm thọ, niệm thân, niệm tâm hay niệm pháp đó, thì mình biết rằng mình đang đi hành cái đó. Thì cái đó là bước đầu của con đường để đi ra khỏi luân hồi, là bước đầu. Bước đầu là tứ niệm xứ, bước cuối cùng là bát thánh đạo. Đó. Thì đó là con đường chắc chắn ai đi qua, đi nhanh đi chậm là tùy theo. Ví dụ như mình là người tu nháp nhiều đời nhiều kiếp, mình muốn hành tứ niệm xứ thì mình đi rất là chậm. Nhiều khi cần phải hành những đề mục thiền chỉ, giống như chúng tôi nói đó, là hành đề mục bất tỉnh này, hay là đề mục về tự bất mỹ và đề tử thi rồi này kia trong niệm thân đó, mình phải hành cái đó trước. Nếu mình ít có ba la mật về thiền minh sát, còn nếu mình có đề mục thiền minh sát thì mình có thể mình hành những cái sao hoặc là cái đề mục liên quan tới đi tứ hoài nghi đó, hay là tiểu hoài nghi. Thành ra mấy cái đó là những cái đó là mình phải học cho nó hiểu rõ ràng, để khi mình bắt đầu hạ thủ công phu mình biết mình ở chỗ nào, chính mình biết. Hoặc là khi mình trình pháp ông thiền sư thứ thiệt, ông sẽ biết mình ở chỗ nào. Ví dụ như mình hành cái điều mình ông cho mình, ông biểu mình niệm kê xả lô ma tới kê xả, nhưng mà khi mình trình pháp thì ông phải biết mình ở chỗ nào. Nó ở chỗ nào là sao, là cái niêm yết đó là của đề mục bất tỉnh bất mỹ, hay là cái niêm yết đó là của cái đề mục mà biến xứ, hay là cái niêm yết đó là của thực tính pháp.
Nếu ông không biết cái đó là mình đi với ông cả đời cũng được vậy đó. Đó. Thành ra cái đó là mà thứ nhất là phải tự học để mình phân biệt được mình ở chỗ nào. Mà quý vị nên nhớ đó, thường thường đa số đây đó là mình vô là người ta bắt mình hành thiền hơi thở. Là tại sao? Bởi vì thiền hơi thở đó mình có thể niệm tập quan sát theo thiền chỉ cũng được, có thể quan sát theo thiền niệm thân cũng được, có thể quan sát theo thiền niệm thọ cũng được, có thể quan sát thiền niệm tâm được, có thể quan sát thiền ấy. Thành ra nó có năm cái chỗ mà để mình hành cái hơi thở đấy. Nhưng mà vị nào muốn hành cái hơi thở mà để có thể lọt vào một trong năm cái đó mà mình có khả năng ấy, là ông thầy phải có khả năng để biết mình lọt vào cái chỗ nào. Bởi vì mỗi cái niêm mít nó phát sanh nó khác nhau rất là hoàn toàn. Bởi vì niêm mít theo thiền minh sát là niêm mít của thực tính pháp, nó khác với cái niêm mít của cái đề mục đó, mà nếu mà nó xuất hiện theo cái lối niêm mít của thiền chỉ à, đó. Cái thứ hai đó là những cái quý vị nghiên cứu số cái những cái đôi 72 cái đề mục của bài kinh Tứ Niệm Xứ đó, 72 đối tượng đó đó, quý vị phải học để hiểu tại tu lắc hành, tức là nhân của nó là cái gì. Thành ra khi mình làm mình mới thấy được nhân quả trong đó. Mình bước đầu thì mình chỉ chưa cần thấy nhân quả, nhưng mà mình phải biết đó, để khi mà cái pháp mình nó tiến bộ mình phải thấy nhân quả. Nếu mình không thấy nhân quả trong từng cái pháp mình quan sát thì mình đi lên xa không có được đó. Đó là những cái mà cần học. Chứ còn như thiền chỉ thì mình chỉ học sơ sơ để biết cái cách làm cái đề mục, rồi để mình quan sát như thế nào thì cái đó ông thiền sư ông có thể ông giúp mình được nhiều. Nhưng mà thiền minh sát thì ông thiền sư chỉ giúp mình một nửa, mình còn bao nhiêu là phải tự mình lo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. À, sao thấu à, kính thiền thượng tọa Lưu Vong à, rất là quan hệ à, thì theo như vấn đề như sư nói vậy thì khi mà mình đi về cái bên cái niệm thân chẳng hạn như là niệm hơi thở hoặc niệm tóc lông móng răng da thì nó bị rơi vô trong hai cái trường hợp, một là chế định, hai là tưởng pháp, hoặc là mình niệm cái về niệm thân đó nó đưa cho thiền chỉ hoặc là thiền quán thì nó có cái vẻ hơi bị lộn xộn giống như thế. Bây giờ thôi thì mình đi thẳng vô niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp luôn, thì mình niệm thân chi cho nó mắc công. Dạ, theo vấn đề này thì theo như con thấy có nhiều trường thiền người ta cho là mình vô đó là mình niệm thọ liền, chẳng hạn như ông Goenka thì ông cho niệm thọ, còn bên mấy vị khác thì cho niệm tâm, ngày xưa Minh cho niệm tâm, có người cho niệm thân. Thì như vậy thì vấn đề mình theo như cái cách này thì mình nên đi thẳng vô niệm thọ niệm tâm luôn được không ạ? Dạ, con thỉnh sư ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, kính bạch chư tôn này, dạ kính thưa chư quý vị, mình đi thẳng vô được với điều kiện cái vị cho mình đợi đề mục là ông là ngài Khô Tạ Má, tức là Đức Thế Tôn, bởi ngài biết mình kiếp trước mình là cái gì ở đâu. Chứ còn bây giờ hỏi bây giờ đó, dụ như bây giờ nói thật sự đó, tại ông Gô Ga ông chết thì xin lỗi đề cập ra ông, nếu ông còn sống hỏi ông thử coi kiếp trước còn lại gì ngài biết không, mà không biết làm sao dám cho đề mục đó. Nhớ cái chuyện đó rồi mình vô đó, đa số những cái đường thiền mà nói là vô phải làm vậy đó, bảo đảm huynh đi thử đi, nếu có kết quả thì chúng tôi bằng lòng đưa cổ cho huynh cứa. Bởi vì thiền sư đừng nói ngay cả bậc thánh cũng không có khả năng để biết cái tiền nghiệp của mình đã từng hành cái gì, thì bây giờ biểu phải làm cái đó khỏi làm được. Mà đường thiền tứ thiền chúng tôi đi qua cái đường thiền của ngài Siêu Minh về hồi chúng tôi tới, ngài hỏi ngài không có biểu tôi niệm, chúng tôi niệm cái gì cả. Thành ra cái chuyện mà nói là đó là niệm tâm chúng tôi không biết, sức của chúng tôi không ấy, nhưng mà chúng tôi không có muốn biết. Ngài chỉ hỏi một câu coi đã từng hành ở đâu hay từng làm gì chưa, thì chúng tôi kể sơ chúng tôi hành bệnh thái vậy vậy đó. Thì ngài nói thì chỉ nói tôi tiếp tục cái đó ngày mai trình pháp, chứ không bao giờ ngài biểu niệm tâm niệm vậy đó. Mà ngay cả những thiền minh thái chúng tôi cũng như vậy, vô đầu tiên ông thầy là ông hỏi từ xưa giờ thường thường là hành cái pháp gì đó. Mà nói năm ba chiều quận chuyện ông tiếp tục ngày mơ trình pháp, chứ không bao giờ nó phải đề phải vậy đó.
Bởi vì ông đâu biết mình là ai, từ đâu tới đâu mà ông biết phải vậy, phải vậy. Phải không? Huynh đệ để ở Mỹ mấy trường nổi tiếng, tại sao nó bắt thi 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 tuyển? Để nó biết mình là cái gì, ở đâu, giỏi, kỳ giỏi, môn nào. Còn bây giờ tôi tự nhiên biết phải vậy, phải vậy hả? Xin thưa với huynh, huynh gặp mấy từ thiện vậy huynh bỏ chạy đi huynh, huynh vô tốn thì giờ nằm mộ bích thầy dạ. À sao phải sao phải dạ, kính từ bà Linh Phong. À không biết cô tự nhiên có muốn lên hỏi gì không, thì trước khi lên để hỏi sư cái câu này nữa là mời cô tự nhiên nha. À, thì theo như vấn đề này như, như sư trình bày thì bây giờ có khi nào mình một người mình có khả năng là mình tự tu được không chứ, mình ở nhà mình học rồi sao mình tự mình tu, thì mình cũng đâu có biết được nhân duyên quá khứ mình sao, giờ mình tự tu mình có thể mình do cái pháp tu của mình có thể mình biết được vào cái cơ tánh của mình trong quá khứ mình tu về pháp nào, rồi giờ mình tự mình tu mình có thể phát triển được cái tự giác không ạ? À, con của mình chưa. Nam mô Bố Thầy giả kinh bạch chư tôn, kính thưa chư quý vị, đây là cái câu nói của người Việt Nam mà chúng tôi nghe từ nhỏ đó, không thầy đố mày làm nên. Và cái thứ nhất, cái thứ hai, trong kinh điển kinh nghiệm qua này, học qua kinh điển thôi, ngay cả mấy ông Bà La Môn có thể đắc, không phải có thể đắc nghĩa thiền đắc nạn nói, nhưng mà không thể đắc đạo quả trước khi gặp Đức Phật mình cho được một. Ông xin tôi ông lại làm thầy hết, thì hỏi không có thầy làm sao được, nói ngay cả mấy ông Bà La Môn người sẽ đừng nói gì đó. Mà cũng phải có thầy ông ngoài đó, cái khả năng ông, nếu ông không có muốn đắc đạo quả thì ông ngoài đó ông hành cũng có thể đắc thiền này thiền nọ, sao không phải đắc, thấy không? Nhưng mà muốn đắc đạo quả phải vô tìm thầy. Rồi thời đó nó gặp Đức Phật nói là ngài nói này nói nọ lên hồi đắc à, chứ làm sao không có thầy được. Thành đi người nào mà nói tự tu không có thầy đó, xin bái phục bà lại chứ không nói tiếng nào đó. Cái người không có thầy chỉ có hai hạng mà thôi, đức toàn giác và đức độc giác. Còn bây giờ mình là gì mà mình nói dám nói mình không có thầy, nghe sao mà rùng rợn nghe. Mình nghĩ lại đi huynh. Nam mô Bích Thà dạ. Nam mô Bích Thà dạ. Nam mô Tham Ma dạ. Nam mô Sang Khai dạ. Alo alo. Dạ cảm ơn Nhật Quỳnh đã cho biết nghe rồi. Dạ tự nhiên xin sám hối với thầy Kinh cho tự nhiên trước tiên thì đảnh lễ. Dạ con kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con kính đảnh lễ Ngài Lữ Tông, Ngài Trí Đức, Đại Đức Pháp Quang, Đức Pháp Quang là người khác. Dạ Đức Pháp Quang đã ra trong rồi. Dạ kính chào Đạo Tràng. Dạ nãy giờ thì con cũng nghe qua những câu hỏi của thầy Kinh. Thì hôm nay con cũng có một cái câu hỏi. Tại vì con chưa từng qua trường thiền, nhưng mà con thấy các vị ở bên Miến Điện về, các vị nói là hành thiền một năm ở bên Miến Điện. Nhưng mà về pháp học á, thì theo con hiểu thì niệm đó là thiền chỉ, nhưng mà nó có hai, có nghĩa là tà niệm và chánh niệm. Rồi con hiện con biết thêm một từ nữa là niệm sai. Như vậy con muốn hỏi là cái chánh niệm với cái tà niệm và niệm sai thì mình phải phân biệt rõ như thế nào? Và con kính thỉnh Ngài giảng cho trước tiên là con. Tại vì con thấy có những vị ở bển về mà con thấy nếu mà người ta hành thiền thì người ta rất là tỉnh và có vẻ là không phải là không nói nhiều, nhưng mà con thấy có vị là rất là nghiêm, mà có vị thì nóng, có vị sân kinh khủng, con thấy con sợ luôn. Cho nên là hôm nay thì con cũng đặt câu hỏi với Ngài là cái là niệm như thế nào, là chánh niệm và tà niệm và sai niệm, niệm sai
Dạ, con kính nhân mít đến Ngài để Ngài giải cho con hiểu rõ. Nam mô Bố Tát Giả Kính Bạch Chư Tôn Hiện Giả. Kính thưa chư quý vị, niệm sai là dễ biết là mình học niệm dẫn Đức Phật mà mình mới kêu tên ông Phật ra, mình lặp đi lặp lại hoài đó, niệm sai chứ có đúng vậy đó. Tức là nếu nghĩa là hành thiền mà gọi là niệm ân Đức Phật đó là mình phải biết mình làm sao, chứ còn mình kêu tên ông đó ra mình kêu, mình làm như cà lẩm hoài đó thì cái đó là niệm sai rồi đó, chứ không có đúng, không phải là niệm ân Đức, nghĩa là để một niệm về Đức Phật này kia là không đúng ha. Thứ hai, tà niệm thì có một số chỗ chúng tôi thấy họ nói chi pháp đó là tức là tới tâm sở tâm đó, tất cả mà tâm sở tâm mà nó ở trên cái một trong 12 tâm bất thiện, nó có một số cái điều kiện nó giống như cái tà niệm. Thì bởi vì tà niệm thì nó không có tâm sở chính thức, còn chánh niệm là chuyện rất là khó nói. Tại sao? Tại vì thường mình hay mở miệng ra là có chánh niệm cái đó. Xin thưa quý vị, mình muốn nói niệm cái chánh niệm chỗ nào mình phải dựa vào căn bản của kinh điển. Đó, chúng tôi hay lấy cái ba mươi bảy phẩm trời đạo để nói đây, thì quý vị biết không phải là cái chánh niệm nó có mà dễ đâu. Bởi vì thứ nhất tứ niệm niệm, thứ hai tứ chánh cần tứ như y túc, rồi ngũ quyền ngũ lực cũng là niệm, ngay cả thất giác chi cũng là niệm, giác chi thì sẩm phốt sân khá cũng là niệm giác chi, nhưng mà lên tới bát thánh đạo mới gọi là sẩm ma xà thị. Quý vị nhớ chuyện đó, thành ra cái chữ chánh niệm quý vị phải biết nó nằm chỗ nào mới dịch là chánh niệm. Vì có theo Bali để dịch, chứ còn mình nói là mình muốn dịch sao, mình muốn nói sao nói là không có nên. Phải dựa vào Bali đàng hoàng. Bali sa ti là niệm, hãy sẵn mà sa ti mới là chánh niệm. Chứ nếu sa ti là chánh niệm thì không có cần có chữ sẵn ma sa ti, nên nhớ chuyện đó ha. Thành ra phải biết nó nằm chỗ nào mới nói chính xác được. Nam mô Bồ Tát Giá. Dạ, sa thú, dạ con kính tri ân Ngài. Dạ, còn thời gian cho nên là con đặt một câu nữa. Bây giờ tôi chưa biết về niệm, chánh niệm như thế nào, tà niệm như thế nào, sai niệm như thế nào. Thì họ nói họ qua, họ định. Như vậy có đúng không ạ? Con có quen một người, dù ngồi xuống, thì con lúc đó con còn nghe pháp, thì cái cô này cổ nói cổ vô định rồi, cổ không có nghe sư phụ nói gì hết. Con mắc cười quá, con cười đó, con nói thôi để tới chủ nhật thì con sẽ hỏi lại Ngài. Như vậy là có đúng hay sai? Dạ bạch Ngài, xin Ngài giải thích dùm cho con ạ. Nam mô Bồ Tát Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hiện Giả. Kính thưa chư quý vị, đúng chứ, nhưng mà phải định nghĩa cái định đó là định gì. Cái mấy anh ăn trộm anh cũng có định vậy phải không? Anh cũng vô định vậy, để nó cái định của mấy ăn trộm nó còn ghê gớm hơn mình nữa. Mình ngồi nhúc nhích chứ nó không ngờ không nhúc nhích đó. Thằng đứa biết định nó là gì, vô định mà tưởng gì. Anh có nhiều chuyện để nói lắm, chứ còn nói chơi thì muốn nói sao nói, không ai nói đó. Còn nói thật thì phải nhiều chuyện lắm ha. Nhưng phải lúc nào cũng, ngay cả trong thiền chỉ đó, cái chữ niệm nó chỉ dùng câu số cái đối tượng, chứ phải lúc nào cũng niệm hết, thấy không? Đó, chứ phải một cái đề mục cái niệm đó, quý vị thấy không? Đâu phải dễ đâu. Thành ra mình nói gì nó cũng phải có cái căn cứ, cái cơ sở hết rồi. Còn nếu không thì không vô định thôi, thì đáng lẽ cô hỏi người đó cái lúc đó cái tâm chỉ có đối tượng là gì. Thành nó mới biết cái đó là định thiệt hay định giả, không bất thiện hay định gì. Bởi vì cái tâm sở định ê cạch cái tạ nó nằm trong 21 tâm, nó đi theo thế nó xuất hiện trong 121 tâm, lúc nào cũng có định đó. Chuyện cho gì cái cho nó chính xác, chứ còn không có muốn phát ngôn như thế nào phát ngôn thì không có nên.
Nam mô Buddhaya. Dạ con biết đạo tràng có nghe được âm thanh của con không ạ? Con không biết là dạ con thỉnh ngài. Dạ không biết ngài trả lời xong câu hỏi chưa, con thấy im ru nên con lên cầm mic ạ. Hello, dạ con không biết đạo tràng có nghe được âm thanh của con không ạ? Dạ con kính dâng mic lại cho ngài ạ. Ồ ngài xong rồi hả ngài? Dạ. Dạ con không biết cô Tuệ Duyên có thắc mắc gì không ạ? Cô còn câu hỏi không cô? Dạ nếu mà cô không còn câu hỏi thì con xin đọc câu hỏi của đạo hữu. Dạ con thấy con không thấy cô Tuệ Duyên trả lời nữa. Dạ con xin đọc câu hỏi của đạo hữu Duyên. Con xin đảnh lễ sư, bạch sư. Sư cho con xin hỏi, có phải khi một người có tâm bất thiện thì ý nghĩ và lời nói luôn bất thiện không sư? Giống như câu số 1 trong Pháp Cú có nói, ý dựng đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo. Nếu với ý ô nhiễm nói lên hay hành động, khổ não bước theo sau như xe chân vật kéo. Con xin sư chỉ dạy cho chúng con xin cảm ơn sư. Dạ con kính dâng mic lại cho ngài để ngài giảng dạy câu hỏi ạ. Dạ con xin xuống mic ạ. Kính cảm ơn đạo hữu. Nam mô Phật Tha giả kính bạch chư thầy giả kính thưa chư quý vị. Thường thường bình thường con người mà phạm nhân như chúng ta đó thì có hai chuyện để nói thôi. Thứ nhất là bất thiện, thứ hai là thiện. Thì bất thiện trong người mình nó có 12 tâm. Thiện trong người mình thì nó có 8 tâm. Nó làm cái nhiệm vụ động tốc, tức là nhiệm vụ để tạo tác đó. Thành ra khi 12 tâm bất thiện nó xuất hiện thì nó xuất hiện trong ý mình trước, để tự ý nó ra lời nói hoặc sự si cái hành động, nó cũng là bất thiện. À, giống như cái câu mà cái quý vị bớt lên câu đó đó, còn cái câu khác, cái câu kế thì đó, thì cũng như vậy, nhưng mà đó là cái tâm thiện. Khi cái thiện pháp nó phát sinh thì những cái sự trong cái sự suy nghĩ mình đó, thì cái lời nói và cái hành động của mình đó, nó làm như cái đó. Thành ra mình chỉ có hai chuyện đó thôi, nên là đề phòng khi nào mà mình có cái sự bất thiện trong tâm của mình đó, thì đừng bao giờ nói, cũng bao giờ đưa tay đưa cảnh dịch, bởi vì cái đó là nó sẽ, cái nhân của nó là ác pháp, tức là mình làm việc ác, mình là nói cái lời ác. Để chúng tôi thường khuyên quý vị trong những cái đạo tràng là trước khi làm, trước khi nói, trước khi suy nghĩ phải suy nghĩ. Mình suy nghĩ trước khi mình suy nghĩ trước khi làm, trước khi suy nghĩ trước khi nói. Tại sao mà phải suy nghĩ trước khi làm những việc đó? Bởi vì cái lời nói mà mình chưa nói đó, mình là chủ nhân cái lời nói đó. Nhưng khi mình nói ra rồi, mình đã nô lệ cái lời nói đó liền. Thành ra khi mình suy nghĩ với cái ác, thì mình, khi mình có sự suy nghĩ, khi tâm mình nó ác mà mình kịp thời mình suy nghĩ, mình biết là tâm mình ác thì mình không nên nói. Thì mình là chủ nhân của lời nói đó, là mình muốn nói hay là không muốn nói. Nhưng mà mình khi mình nói ra rồi đó, tức là mình đã tạo cái khẩu nghiệp là mình là nô lệ cái lời nói đó. Thì sự suy nghĩ cũng vậy, sự làm cũng vậy. Trước khi làm mình là chủ nhân, sau khi làm mình là nô lệ. Nhưng mà thường thường người ta chỉ nói có một chiều là mình cứ tưởng mình ngon. Nói sao? Mình là chủ nhân cái nghiệp mình đã tạo. Nói cái đó là nói một chiều không có đúng. Mình chưa làm, mình là chủ nhân cái nghiệp mình sẽ làm. Nhưng mà khi mình làm rồi, mình là nô lệ của cái nghiệp mình đã làm. Hay là khi mình làm với ác pháp thì mình là nô lệ của ác pháp, tức là nó cho mình đi về cõi khổ. Còn mình nói mình làm với thiện pháp thì chắc chắn cái hành động của mình, cái lời nói mình là nói thiện, mình làm được cái thiện pháp về thì chắc chắn cái quả nó là cái sự an vui. Thành ra nên nhớ những cái chuyện như vậy để nó biết, chắc nó phải đi liên tục. Mà quý vị nên nhớ là một trong cái búng tay đó, tâm sanh diệt tới 1.000 tỷ lần nữa. Mà trong 1.000 tỷ lần mà quý vị nên nhớ, nếu tính là lộ trình tâm thì khoảng
500.000 cái lộ trình tâm vậy đó, mà 500.000 cái lộ trình tâm vậy thì quý vị biết quý vị tạo nghiệp cỡ nào, mà nếu là ác pháp hay thiện pháp là cỡ nào thì quý vị tự suy nghĩ lấy ha. Nam mô Bích Thầy dạ. Nam mô Bích Tha Giá, dạ con kính đảnh lễ quý sư, kính chào đạo tràng. Dạ con xin đọc tiếp câu hỏi của đạo hữu Duyên. À, con xin cảm ơn sư, bạch sư. Sư cho con xin hỏi, khi mình tiếp xúc với một người, với một số người luôn cho mình là đúng, ta đây biết tất cả, với những người cống cao ngã, sống cao ngã mạn hay kiêu mạn, như vậy thì mình dùng phương pháp nào trong Phật pháp để ứng xử với họ, sư? Và con kính cảm ơn đạo hữu đã đặt câu hỏi, và con kính dâng mic lại cho ngài để ngài giảng dạy câu hỏi ạ. À. Và con xin xuống mic ạ. Nam mô Bồ Tát Giả Kinh Bạch Chư Tôn Hiện Giả. Kính thưa chư quý vị, mình nên dùng phương pháp để mình ứng xử với mình, chứ không phải nên mình ứng xử với họ. Khi mình gặp những người không cao ngạo mạn như vậy, nếu mà mình có tư tưởng nghĩa là phản ứng lại cái việc đó, tức là cái tâm mình nó cũng có ác pháp. Mà khi có ác pháp tức là họ là người ác, họ có cống cao ngạo mạn, mình là người ác, mình giận họ tức là mình cũng là người ác giống họ. Thành ra mình dùng những cái phương tiện trong giáo pháp Đức Phật để mình ứng xử với mình chứ không phải là ứng xử với họ, nên nhớ chuyện đó. Ứng xử với mình là như thế nào? Nếu mình có đại học đầy đủ thì cái tâm mình lúc đó nó cũng có những cái phiền não phiền phức với cái điều kiện mà mình mới gặp đó, thì mình nên quan sát tâm, biết tâm có cái đó, tâm có tham có sân si, nên biết chắc chắn rõ ràng vậy đó. Thành nên dùng Phật pháp để ứng xử với mình chứ không phải ứng xử với người kia, nhớ cái chuyện đó. Bởi vì mình ứng xử với người kia tức là mình là người ác, mà ứng xử đối người ác thì trước sau cũng lộn không có nên ha. Dùng cái đó để ứng xử đối với mình. Nam mô Bích Thầy dạ. Kinh bạch chư tôn hiện giả. Kính thưa chư quý vị, tất cả phước báo nó phát sinh trong hòa thượng ngày hôm nay xin hãy là mối duyên lành để tất cả chư tôn hiện giả cùng các sinh nam và sinh nữ trong đạo tràng này có được cơ hội để chấm dứt các pháp ngủ ngầm nơi tâm ngay trong kiếp sống này. Phá qua tu sập và mặn khả lăng đắc hạnh tu sập và đề quá tà sập và bút tha núp phá huệ na sa đà sô thi phá quanh tu tề Phawa tu sap ba mang kalang ra khan tu sap ba devata sap ba thamma nu pha ve na sada so thi pha wan tu te Phawa tu sap ba mang kalang ra khan tu sap ba devata sap ba sang kha nu pha ve na sada so thi pha wan tu te Nam mô Bích Thầy ạ. Sa thú, dạ con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân ngài Liễu Tông rất là nhiều đã đến với đạo tràng và giảng dạy cho chúng con những lời dạy rất là quý báu. Và sau đây con kính mời đạo tràng cùng con hồi hướng sau khi thính pháp ạ. Akasattha chapumattha devanaga mahittika punyang no anumodantu chirang rakkhan tu sa sanang akasattha Chapumattha Deva Naga Mahittika Punyang no anumodantu chirang rakkhan tu no guru Akasattha Chapumattha Deva Naga Mahittika Punyang no anumodantu chirang rakkhan tu nyatayo Akasattha Chapumattha Deva Naga Mahittika Punyang no anumodantu chirang rakkhan tu banino akasattha chapumattha devanaga mahittika Punyang no anumodantu chirang rakkhan tu no sada Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều, Long Vương thần lực có nhiều, đồng xin hoan hỷ phước điều chúng con, hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, quyến thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu, chúng con vui thú đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây,
xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Và sau đây một lần nữa con kính tri ân quý sư, kính cảm ơn đạo tràng đã đến tham gia thời vấn đáp ngày hôm nay. Và sau đây con kính mời cô Nhật Quỳnh ạ, và con xin xuống mít ạ. Nam mô Tát Sa Bồ Tát Arahato Samma Sambuddhasa. Vandami cittiyam sabbang sambuddhane supatthittam. Saririka dhatu mahabodhim buddha rupang sagaram sada. Vandami cittiyam sabbang sambuddhane supatthittam. Saririka dhatu mahabodhim buddha rupang sagaram sada. Vandami cittiyam sabbang sambuddhane supatthittam. Saririka dhatu mahabodhim buddha rupang sagaram sada. Itipiso bhagava arahaṃ sammā sambuddho. Vijjācaraṇa sampanno sugato lokavidu. Anuttaro purisa dhamma sarathi saddha deva manusānaṃ buddho bhagavati. Svākhāto bhagavata dhammo sandhitikko akkāriko. Ehi pāsiko opanneiko paccattaṃ vedita bhuvinyo hiti. Supatipanno bhagavato savaka saṅkho. Ujjupatipanno bhagavato savaka saṅkho. Nyāyāpatipanno bhagavato savaka saṅkho. Samīcipatipanno bhagavato savaka saṅkho. Yadidaṃ cattāri purisa yugāni attha purisa pukkala. Esa bhagavato savaka saṅkho. Ahuneyo pāhuneyo dakkhineyo anjari karaniyo. Anuttaraṃ puṇyā kītaṃ lokāsāti. Evaṃ me sutaṃ ekaṃ sammayaṃ bhagavā savatiyaṃ viharati jittavāne anathapinna.